Trong một bữa tiệc đám cưới xa hoa, mọi người đang vui vẻ chuyện trò rôm rả. Bình mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt dịu dàng, đỡ ly rượu của phục vụ. Đã lâu lắm rồi, cô không được ra ngoài, không được ăn mặc sang trọng trải chuốt xinh đẹp như hôm nay. Chồng cô là Đạt đã đi đậu xe. Bình vừa lắc lắc ly rượu, vừa ngóng chờ hình bóng của chồng. Tiếng tin nhắn báo hiệu đến điện thoại. Em cứ vào dự tiệc, anh có việc gấp với đối tác lát về anh sẽ qua đón em sau bình có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại chắc đạt cũng có việc gấp mới phải như vậy cô lại cố gắng lấy lại tinh thần mỉm cười với vài người đồng nghiệp cũ bỗng bình nhìn thấy quế ở đâu xuất hiện chẳng lẽ cô ấy cũng được mời tới đây chưa kịp thắc mắc nhiều quế đã kéo bình ra một góc thì thầm lần này mày phải đi với tao tao chắc chắn đó là gã đạt Tao đã theo dõi nó mấy ngày nay rồi. Bình nhìn cô bạn vẻ nghi ngờ. Cô cười rồi phải tay. Chắc mày nhầm thôi. Anh Đạt nãy mới chở tao tới đây mà. Anh ý có việc bận với đối tác gấp nên mới xin phép về trước. Trước giờ mày có ác cảm với anh ý. Nên nhìn gà hóa quốc đấy. Quấy cao mày, vẻ mặt không can tâm. Tao đâu có thủ sai đến mức vô oan cho chồng mày đâu. Sao tao nói mà mày không chịu nghe là như thế nào? Thấy bạn vẫn hoài nghi, Quế liền móc điện thoại ra vẻ chắc chắn. Tao biết ngay mày sẽ không tin mà, tao chụp ảnh đây này, xem đi cho sáng mắt ra. Bình nhìn trên điện thoại, những bức ảnh thân mật của Đạt với một người phụ nữ khá xinh đẹp khác. Hai người trông rất tình tứ khiến Bình đứng không vững. Cô nhìn Quế vẻ khổ sở. Quế kéo tay Bình. Đi, tao với mày phải làm cho ra nhẽ chuyện này mày đứng dậy đi với tao đi đâu đi bắt ghen chưa đi đâu nãy tao mới bắt gặp ông đạt ở khách sạn quế kéo bình một mạch đến khách sạn đứng trước phòng quế hùng hổ bảo bình mày cứ đứng đấy mà xem tao trừng trị loại mèo mả gà đồng này đứng yên đấy bình khổ sở kéo tay bạn thôi mình về đi kệ người ta mày có bị điên không Mày bị hắn ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Mày có xấu xí ngu rút gì đâu mà phải ở cạnh loại đàn ông như thế? Mày cứ đứng yên đấy, đợi tao. Nói rồi Quế Hùng hộ đập cửa. Một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa. Giọng đàn ông vọng ra. Cái gì mà ồn ào thế? Người đàn ông đó là Đạt, chồng của Bình. Đạt nhìn thấy Quế và Bình thì giật bắn mình. Trên người anh ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đầu tóc rối bù. Bình đứng mở to mắt như không tin vào mắt mình. Cô đứng chết chân tại chỗ, chân cô run lên không đứng vững. Bỗng có tiếng phụ nữ óng ẻo nói vọng ra. "Có chuyện gì thế anh? Phục vụ phòng à?" Một cô gái với mái tóc vàng, trang điểm đậm đi ra, chính là cô ta, người phụ nữ trong bức ảnh. Cô à nhìn thấy Quế và Bình thì khẽ cau mày. "Hai con bộ này là ai vậy anh?" Quế gầm lên, tao là bà ngoại của mày đấy nói rồi quế xông vào túm tóc cô ả à mà tát tới tấp tiếng hét chói tai của cô ta vang cả một góc đạt vội vàng xông vào can ngăn cũng bị quế cào cho mấy cái vào mặt còn bình cô chỉ đứng đó với đôi chân run rầy mềm nhũn người chồng mà cô hết mực tin tưởng vậy mà lại phản bội cô bình run run cất giọng anh đạt sao anh lại phản bội tôi đạt bị quấy cào cho mấy cái rơm máu thì tức điên lên lại nghe bình hỏi nên hắn ta gầm lên chỉ thẳng mặt bình mà mắng vì cô là loại đàn bà vô dụng yếu đuối ngoài việc yếu đuối suốt ngày dựa dẫm bám vào tôi thì cô chả có cái gì cả cô quá phiền phức lúc trên giường thì chỉ như khúc gỗ tôi quá chán cô rồi ngày xưa ngày xưa anh đã từng nói gì với tôi anh quên rồi sao ngày ấy chính miệng anh bảo anh nguyện làm bờ vai cho tôi dựa vào suốt đời suốt kiếp. Cô bị điên hả? Thằng nào chưa có được mà trả nó như vậy? Đồ ngu ngốc. Quế nghe đạt trời bạn của mình thì vội buông cô ả à kia ra mà lao vào đạt. Cô hét lên. Mày dám nói ai ngu ngốc hả? Quế học võ lại nóng tính nên đòn đánh của cô rất hiểm lại dứt khoát. Chỉ nghe tiếng đạt gào lên đau đớn. Nhưng Bình không thấy hả dạ chút nào. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt bình chạy bột đi trái tim cô dường như đã vỡ vụn bình cứ chạy mãi cô chạy ra đường lớn một chiếc xe ô tô lao đến phanh gấp trước mặt bình cô bị tông ngã lăn ra đường trước khi ngất đi cô chỉ nghe thấy tiếng gọi của quế bình ơi tỉnh dậy đi bình ơi mày làm sao thế này trí nhớ của bình quay lại cách đây hai năm trước khi ấy cô vừa mới ra trường đang làm cho một công ty xuất nhập khẩu nhà bình cũng làm kinh doanh xuất nhập khẩu có tiếng nhưng vì muốn thử sức mình ở môi trường mới nên bình đã đến làm việc ở công ty có đạt làm trưởng phòng bình không nói cho ai biết về gia thế của mình cô rất chăm chỉ lại hòa đồng lễ phép bình xinh đẹp lại nít na thủy mị đúng chuẩn con gái truyền thống khiến cho ai gặp cũng phải mê mẩn đạt cũng vậy từ lần đầu gặp bình anh ta đã như trúng phải tiếng sét ái tình đạt liên tục tán tỉnh bình hàng ngày mua đồ ăn sáng cho cô tặng quà những dịp lễ trong công việc cũng luôn nhẹ nhàng chỉ bảo cho cô những quan tâm của đạt dần khiến cho trái tim thiếu nữ non nớt của bình lung lay cô đồng ý đi ăn tối với hắn trong ánh nến dịu dàng đạt tặng bình một bó hồng lớn hắn ngỏ lời với cô làm người yêu anh nhé đạt theo đuổi bình cũng đã gần một năm trời mới nhận được lời đồng ý ăn tối của cô anh ta không thể để tuột mất cơ hội này là một tay ăn chơi sành sỏi đạt biết bình đã ngầm đồng ý nên mới quyết định ra tay đúng như đạt dự đoán bình khẽ khàng gật đầu đạt sung sướng lấy ra một chiếc dây chuyền in hình trái tim đeo lên cổ của cô cuộc sống ngọt ngào của bình bắt đầu cô chìm đắm trong tình yêu với đạt đạt luôn lo lắng và chăm sóc cho cô từng chút một anh ta lo lắng cho bình từng miếng ăn giấc ngủ đưa đón cô đi làm, bình kể cho Quế nghe về người yêu của mình với ánh mắt lấp lánh bình thủ thì tao định dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ tao mày ạ à. Quế uống ngụm nước rồi nói anh ta có biết hoàn cảnh gia đình mày không biết rồi anh ta có muốn lấy mày nữa không hay để tao gặp anh ta trước đi rồi hãy hẵng dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ mày nhé dù gì thì con mắt nhìn người của tao vẫn tốt hơn mày bình đứng lặng một lát suy ngẫm rồi gật đầu đồng ý quế là người bạn tốt nhất của cô hai người đã là bạn thân từ nhỏ tuy có gia cảnh giàu có như nhau nhưng cả hai lại có tính cách hoàn toàn trái ngược bình nhẹ nhàng và nhu mì như một công chúa cuộc sống của cô luôn đầy những gam màu ngọt ngào bình có phần hơi nhút nhát và yếu đuối cam chịu còn quế lại là một cô bé mạnh mẽ cá tính Quế thích học võ, học bơi và có thể đánh cả những đứa con trai dám nói xấu hay trêu chọc cô và Bình. Quế thích bôn ba thử nghiệm, tình trường của cô vô cùng oanh liệt. Quế có thể yêu nồng nhiệt hôm nay nhưng cũng có thể không thèm nhìn lại vào ngày hôm sau. Cô giống như một cây dương rồng gai góc, che chở cho bông hoa dịu dàng là Bình. Bình dẫn Đạt gặp Quế trong một quán cà phê nhỏ. Quế rất lịch sự quan sát Đạt. Anh chàng ăn mặc bảnh bao trải chuốt đang cười nói với Bình. Quế bảo hai người gọi đồ uống, đặt cầm menu rồi bảo phục vụ. Cho một nâu đen và một cam vắt. Cảm ơn. Đợi phục vụ đi rồi, Quế mới khó hiểu lên tiếng. Bình đã chọn đâu mà sao anh để họ đi? Đạt cười cười. Mình gọi cam vắt cho Bình rồi đấy. Con gái uống nước cam mới tốt. Quế cao mày. Sơn nay Bình không hề thích uống cam vắt. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Bình thì chỉ nhận được câu trả lời. Anh Đàn chỉ muốn tốt cho mình thôi. Quế im lặng không nói gì. Xuân cả buổi đặt ngồi ba hoa về công việc và gia đình tri thức của mình với Quế. Đặt nhìn chiếc áo khoác da lộn bạc màu và chiếc túi cũ của Quế rồi khinh khỉnh nói. Bình cưới tôi về sẽ không phải làm gì hết, chỉ cần ở nhà hưởng phúc thôi. Quần áo, túi sách của cô ấy sẽ được thay mỗi ngày. Tôi không muốn để người tôi yêu phải mặc đến cũ trờn một chiếc áo. Với lại quan điểm của mình là chỉ muốn vợ mình giao lưu kết bạn với những người cùng đẳng cấp. Nói rồi hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo quế đang mặc khiến cho cô phát bực. Nhưng vì nể mặt Bình, cô đành nhịn xuống. Về nhà quế gọi cho Bình, giọng khó chịu. Cậu chưa thay hắn đi, cậu không thấy hắn ta kiểm soát cậu và khinh thường mình sao? Quế à, là cậu nhạy cảm quá đấy thôi, anh Đạt cũng chỉ vì lo cho tớ nên mới nói như vậy mà. Thôi thì tùy cậu, nhưng hứa với tớ không được để anh ta biết về gia đình của cậu, được chứ? Được rồi, tớ hứa mà. Giờ tớ phải đi ăn tối với anh Đạt đây, tạm biệt cậu. Quế bực bội, ném điện thoại vào một góc. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi cảm thấy sao khuôn mặt của Đạt có vẻ quen quen mà cô không tài nào nhớ ra được. Mấy ngày sau, Đạt dẫn mình về ra mắt mẹ của anh ta bà kim là một giáo viên về hưu chồng bà mất sớm bà kim nhìn bình một lượt ra vẻ hài lòng lắm chưa kịp để bình ngồi xuống ghế bà đã hỏi Bình cháu làm nghề gì nhà có mấy anh chị em là con mấy bố mẹ làm nghề gì cháu bình lúng túng với một loạt câu hỏi nhưng cũng nhẹ nhàng đáp dạ cháu là con một ạ à. bố mẹ chỉ làm buôn bán nhỏ ở nhà thôi bà kim nghe vậy thì trề môi Thế thì đến lúc ông bà già cả ai chăm hay lại bắt con rể đèo bòng. Dạ bố mẹ cháu cũng đủ sống ạ, à. ông bà không phiền con cháu đâu. Bà Kim nhìn bình rồi liếc xéo cô. Nhà nghèo mà cũng biết ăn diện gớm nhỉ, móng tay móng chân xanh đỏ thế có làm được việc nhà không đấy. Tôi là tôi không hầu hạ được con dâu đâu. Đạt thấy không khí căng thẳng liền chen vào. Thôi mẹ, cô ấy chưa biết thì từ từ sẽ biết. Mẹ đừng làm con dâu tương lai của mẹ sợ chứ. Bà Kim lườm con trai rồi hắng giọng. Thôi được rồi, vào cơm nước đi, tôi đói bụng rồi. Bình đành bỏ túi sách lại rồi đi vào bếp nấu nướng. Ngoài này bà Kim nói với Đạt. Mày có bị làm sao không hả con? Còn bé này được cái sinh gái ra thì nó có gì? Mẹ giới thiệu cho mày bao nhiêu mối nhà giàu mày không ưng ý. Đạt khó chịu nhìn mẹ. Nhưng mà con thích cô ấy, vừa sinh vừa nghe lời, sau này về không phải là mẹ sẽ có người hầu hạ miễn phí sao có tiền thì muốn bao nhiêu người hầu hạ trả được mẹ nghĩ mày nên xem lại đi con ạ à? hay là mày chịu con bích đi nó thích mày lắm đấy bố mẹ còn là chủ của một công ty lớn thôi mẹ đừng nói nữa con sẽ lấy bình đấy mẹ muốn làm gì thì mẹ làm bà kim lừa mắt nhìn con trai đến giờ ăn cơm chờ bình bê hết đĩa thức ăn này đến đĩa thức ăn khác bày trên bàn xong bà kim mới đến ngồi xuống bà đưa mắt quét một liệt từng đĩa đồ ăn rồi lấy đũa nếm thử bình như nín thở theo dõi từng hành động của bà bà kim gắp một đũa thức ăn cho vào miệng rồi cau mày nói nhạt quá nhà tôi có thiếu muối đâu mà cô nêm nhạt như thế này mặt bình đỏ bừng vì lúng túng đạt vội nhắc khéo em vào làm bát nước chấm cho mẹ Bình vội vàng chạy vào làm nước chấm. Đến khi cô bê ra thì Đạt và bà Kim đã bắt đầu ăn được một lúc. Bình định ngồi xuống dùng bữa thì bà Kim một tay gắp miếng đùi gà, bỏ vào bát con trai. Một tay cầm miếng đùi gà còn lại, cho vào bát mình. Miệng thì nói với Bình. Cô đi làm hai cốc cam vắt cho tôi. Ăn mà không uống thì sao mà ăn? Bình ngay vậy thì nhìn sang Đạt, thấy anh vẫn cắm cúi ăn mà không để ý đến mình. Bình đành đi vào bếp làm nước, Bình làm xong mấy cốc nước cam bê ra thì mẹ con Đạt đã ăn xong và đi vào sofa ngồi xem phim. Đạt đỡ lấy cốc nước từ tay Bình rồi cười nói Em vào ăn rồi dọn dẹp đi nhé, cứ tự nhiên đi em. Nhưng nhìn bàn ăn bày toàn xương sầu, trong đĩa còn vài miếng đồ thừa, Bình chán nản bê vào dọn rửa. Về đến nhà cô mệt mỏi nằm lăn ra giường thì Đạt gọi cho cô. Hôm nay em vất vả rồi phải không? Mới ngày đầu ra mắt nên em chịu khó chút cho mẹ vui nhé mai anh dẫn em đi chơi để bù được không bình mỉm cười thì ra anh vẫn quan tâm tới mình bình mỉm cười hạnh phúc mặc dù không được sự đồng ý của bà kim nhưng đạt vẫn cầu hôn bình trong tiếng nhạc du dương trầm bồng bình đồng ý theo anh ta về làm vợ biết bình đã đồng ý lời cầu hôn của đạt quế lo lắng lắm ngày bình lên xe hoa hai cô bạn đã ôm nhau mà khóc quế nắm tay bình dặn dò có chuyện gì mày phải nói với tao đấy nhé. Hắn ta dám làm gì mày, tao sẽ không tha đâu. Bình chạt nước mắt mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời của cô có quế là bản thân chính là điều may mắn nhất. Bố mẹ Bình đến sự đám cưới của con gái vô cùng giản dị. Ông bà cũng không muốn nhà trai cảm thấy tự ti về gia cảnh của mình. Thế nhưng bà Kim lại cho rằng họ quả thực nghèo khổ, nên bà chỉ tiếp chuyện lạnh nhạt. Ông bàng bố của Bình rất tức giận với thái độ của bà thông gia. Nhưng vì hạnh phúc của con gái nên ông đành nín nhịn. Ông nói với vợ. Tôi định cưới xong sẽ cho con bé và chồng một công ty riêng và một khoản tiền để chúng nó ổn định. Nhưng mà nhìn thái độ của nhà chồng nó thế này, tôi nghĩ chúng ta phải xem xét lại chút đã bà. Bà Hồng nghe chồng nói vậy thì cũng đồng ý. Bà đã thấy thái độ khinh khỉnh của Đạt hôm về ra mắt ông bà khi chồng bà muốn được thử lòng chàng rể mới trong căn nhà cũ của người quen trong họ ông bà đã muốn ngăn cản bình nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của bình khi nói rằng đã đồng ý lời cầu hôn của đạt ông bà lại thôi ông bằng vỗ nhẹ lên lưng vợ nói giọng an ủi bà cứ để nó va chạm một chút mới có con mắt nhìn người sâu sắc được bây giờ có cảm nó cũng không nghe đâu thôi thì chúng ta cứ ở sau bảo vệ nó là được bà ạ à. bà hồng chấm nước mắt rồi lặng lẽ gật đầu Cuộc sống của Bình bước sang một trang mới từ khi về nhà chồng. Đạt nói với cô. Anh muốn em nghỉ việc ở nhà hưởng phúc. Nhìn em lăn lộn ngoài kia anh không thể nào yên lòng cho được. Kiếm tiền là việc của anh. Bình thấy chồng thương mình nên lập tức đồng ý. Cô xin nghiệp việc ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình chồng. Quế biết được chuyện này thì ra sức ngăn cản. Anh ta muốn mày ở nhà để dễ bể quản lý đấy mày ở nhà rồi thì khác gì mấy bà giúp việc không hả bình chỉ mỉm cười chấn an cô bạn không có đâu anh đàn anh thương tao lắm ở nhà nhưng mà tao vẫn được đi dạo rồi hẹn hò với mày mà yên tâm đi anh đạt còn hứa sẽ thuê giúp việc cho tao nữa đến lúc ấy tao rủ mày đi chơi nhiều quá mày lại thấy tao phiền ấy cuối ngay vậy thì tức đến đỏ mặt cô nghiến rằng rồi mày sẽ phải sáng mắt ra thôi hắn chẳng tốt đẹp như vậy đâu Bình nghe bạn nói vậy thì không vui mà đáp: Tao không thích mày nói chồng tao như vậy đâu. Mày cứ như vậy thì tao sẽ không tâm sự với mày nữa. Quế ngẹn lời trước sự bênh vực của Bình dành cho chồng. Đúng lúc này Quế nhận được điện thoại của một người bạn cũ hồi học đại học là Mi. Cô bạn mới về nước nên rủ Quế đi cà phê nói chuyện. Hai người đã lâu không gặp, gặp nhau thì tiếu tít chuyện trò. Nói chuyện một lúc thì Mi bỗng hỏi. Mày có nhớ thằng chó trước kia lừa tao không? Tao nghe nói hắn cũng đang làm việc ở đây đấy. Ai cơ? Sao tao không nhớ nhỉ? Lão Đạt đấy, mày quên à? Mày với tao đã thuê người cho lão một trận nhừ tử vì dám lừa tao đấy. Rồi nhắc lại vẫn tức. Sau trận đấy, tao với mày mới uống một trận rượu say quên lối về luôn đấy. Quế như ngờ ngờ ra được điều gì đó. Thôi đúng rồi, thảo nào cô cứ thấy gã quen quen. Đạt là người yêu cũ của mi Lúc quen mi hắn ta thường xuyên xin tiền bạn gái để đi tán tỉnh chục em khác. mi phát hiện ra và nhờ Quế gọi người đến tẩn cho hắn một trận. Lúc ấy chuẩn bị tốt nghiệp nên Quế không trực tiếp đi mà thuê người, nên chỉ nhìn thấy Đạt qua ảnh mà mi cho xem. Thảo nào mà cô mãi không nhận ra. Quế không kịp chào mi mà lao vội ra đường. mi thấy Quế như vậy thì hốt hoảng gọi với theo. Ơ ơ kìa, mày đi đâu thế Quế? mày về sau đi tao có việc gấp rồi quế chạy thẳng đến nhà bình lòng cô như lửa đốt quế tự trách mình sao không nhớ ra sớm hơn đúng là trái đất tròn quế đến nơi thì thấy bình đang nấu cơm trong bếp còn bà kim đang ngồi ăn bánh xem phim thấy quế bước vào nhà bà kim chỉ lườm một cái rồi lại tiếp tục xem phim quế lễ phép chào bà ta rồi kéo bình ra một góc bình thấy quế đến thì ngạc nhiên lắm bởi Quế thường chỉ hẹn cô ra ngoài, chứ không thích tới nhà chồng của cô. Bình lo mồ hôi hỏi Quế, mày tới chơi sao không nói với tao? Quế nhìn bộ dạng nhếch nhác của bạn thì lắc đầu rồi cô nói nhỏ, tao nhớ ra lão đạt là ai rồi. Thấy Bình ngạc nhiên, Quế liền kể lại hết chuyện của My và Đạt cho cô nghe. Bình nghe xong thì cười xòa. Chắc là mày nhầm người khác đấy, anh Đạt không như vậy đâu. Anh đàng hoàng lắm, giờ cũng là chồng của tao rồi. Mà sao mày cứ chia rẽ vợ chồng tao thế nhỉ? Là do mày có ác cảm với anh ý nên mới nói như thế đấy. Quế đứng mở to mắt nhìn Bình. Cô không nghĩ rằng Bình lại cứng đầu đến như vậy. Quế định nói thêm thì bỗng có mùi khét. Bình vội hét lên. Chết rồi, nồi thịt kho của tao. Bình chạy nhanh đến bếp. Tiếng bà Kim xéo sắt vọng vào. Đấy, lại cháy rồi đấy. Bạn với trà bè trà được tích sự gì thì bạn làm gì? Thằng Đạt sắp về rồi đấy, cứ ngồi đấy mà nói chuyện rồi đến khi nó về, đói mốc mồm ra đấy. Liệu hồn với tôi? Quế nghe bà Kim nói vậy thì tức lắm. Cô định chạy ra cãi tay đôi với bà Kim, thì Bình đã kịp ngăn lại. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Bình, Quế đành nuốt cục tức xuống. Cô không muốn Bình phải khó xử. Quế bước ra cửa, cúi đầu cho bà Kim, rồi dắt xe ra cổng. Tiếng bà Kim mắng Bình vọng ra khiến cho cô nghe rõ mồn một. Bố mẹ cô không dạy cho cô chọn bạn mà chơi à? Còn gái còn đứa, ăn mặc thì thiếu trên thiếu dưới. Nhìn có ngứa mắt không? Tôi cấm cô tuyệt đối sau này, không được giao du với loại người đấy nữa, biết chưa? Quế chỉ muốn chạy vào mà chửi cho bà ta một trận. Quế vừa đi, vừa suy nghĩ. Cô phải để Bình nhìn rõ được bộ mặt thật của Đạt. Thì Bình mới can tâm nghe lời cô mà rời khỏi căn nhà và bà mẹ chồng mụ phù thủy đấy được. Quế nhấc điện thoại, nhờ một người bạn liên hệ cho cô một thám tử nổi tiếng để điều tra về đạt cô không nghĩ đạt có thể che giấu được bản chất của mình được lâu ngày ngày bình ở nhà dọn dẹp nấu nướng hầu hạ mẹ chồng đến mệt phờ dù như vậy nhưng bà kim vẫn luôn chê cô chỗ này chỗ kia chưa tốt chỗ này chỗ kia chưa sạch bình ấm ức muốn khóc cô đợi chồng về rồi nói lại với chồng mong anh có thể đứng ra bênh vực cô anh có thể nói với mẹ đừng khắt khe với em quá được không? Em đã làm hết sức mình rồi, nhưng mẹ vẫn không vừa ý. Hay là mẹ ghét em hả anh? Đạt vừa tắm xong, nghe vừa hỏi thì khó chịu đáp. Mẹ khắt khe là muốn tốt cho em thôi. Em làm tốt việc nhà thì sau này khi mình sinh con mới chăm con tốt được. Với lại mẹ anh nuôi anh đến giờ này đã vất vả lắm rồi. Em nhịn mẹ chút đi. Bình âm ức cắn môi. Vậy còn chuyện thuê người làm thì sao ạ? đạt cau mày mình mới cưới xong anh còn đang phải trả nợ khoản đám cưới của mình làm gì còn tiền mà thuê người em ở nhà không làm gì thì làm việc nhà chút có sao đâu mình phải tiết kiệm chút em ạ vậy để em đi làm em sẽ tự thuê giúp việc thấy bình cứ nói mãi không thôi đạt phát cáu anh ta gắt lên anh đã bảo em ở nhà thì em cứ ở nhà đi em muốn người ta cười vào mặt anh không nuôi nổi vợ hay sao thôi đi ngủ đi bình bất ngờ với thái độ của chồng cô sững người mãi ở mép giường đạt không quan tâm đến cảm nhận của vợ mà thô bạo kéo cô nằm xuống hắn ngon ngọt nói với bình thôi sau này trả hết nợ anh sẽ thuê cho em mà nhé em phải hiểu cho anh chút trước nói xong không đợi bình trả lời đạt đã thô bạo cười hết quần áo của bình thân hình trắng nõn phơi phơi sắp xuân của bình làm đạt không thể kìm lòng được hắn lao vào cô như con hổ đói bình chỉ biết nằm yên chịu trận cô tự hỏi cuộc sống hôn nhân trong mơ mà cô muốn là như thế này sao một giọt nước mắt rơi xuống mặt đắng cô nhớ lại những lời mà quế đã nói với mình có lẽ nào quế nói đúng và chỉ có cô vì tình yêu mù quáng mà không nhận ra lấy vợ mới được ba tháng nhưng tần suất đạt về khuya ngày càng nhiều có ngày anh còn không về Bình có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc là tăng ca hay là tiếp đối tác. Hôm nay Đạt lại về nhà muộn. Bình thức đợi chồng về đến tận khuya. Vừa mở cửa, đỡ chồng vào, Bình đã suýt ói vì mùi rượu nồng nặc. Đạt thấy Bình đưa tay che miệng thì quát. Thái độ của cô là sao đấy hả? Cô chê thằng này phải không? Có phải là cô ở nhà sướng quá nên dở trứng? Hay là cô có thằng khác? Bây giờ về chê chồng, Đạt vừa quát vừa đẩy Bình ra. Bình biết Đạt say nên chẳng nói gì, chỉ nhẫn nại dìu anh vào ghế ngồi, rồi cẩn thận cởi giày, đi rót nước cho chồng. Đạt cầm cốc nước hất vào mặt Bình, giọng lè nhè Mẹ mày cái loại ăn bám, mày nghĩ mày xứng với tao à? Bình bị cốc nước hất vào người, giật mình, lùi lại sau. Không may, vấp phải cái bàn, ngã nhào ra sàn, lọ hoa trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan tành. Bà Kim nghe tiếng động lớn thì đi ra. Thấy cảnh trước mắt bà ta vội chạy lại đỡ lấy đạt, không quên mắng bình. Ôi rồi ơi, nhìn có ngứa mắt không cơ chứ? Chỉ phá hoại là giỏi, con không biết dọn đi mà lên thay quần áo cho chồng à? Đạt thấy mẹ thì ôm lấy bà. Chị mẹ là tốt nhất, loại đàn bà ấy con không cần mẹ nhỉ. Bà Kim dỗ dành con trai. Con trai mẹ hiểu chuyện quá, thôi để mẹ đưa con lên phòng. Bà Kim đỡ đạt lên phòng, để lại Bình với hai dòng nước mắt lăn dài. Cô không biết mình đã làm sai điều gì để phải nhận kết cục này. Bình muốn tâm sự với Quế, nhưng nhớ lại những gì mình đã nói với bạn thì cô làm gì còn mặt mũi nào nữa chứ. Bình đành gạt nước mắt lặng lẽ đứng dậy thu dọn mọi thứ. Cuộc sống làm dâu của cô cứ trải qua u ám như vậy ngày qua ngày, cho đến cái ngày định mệnh đó một người bạn đồng nghiệp cũ cũng là cấp dưới của đạt mời bình và đạt tới dự đám cưới cùng hôm ấy quế nhận được điện thoại của thám tử tư phát hiện đạt và nhân tình hẹn nhau ở một khách sạn gần với đám cưới của đồng nghiệp đạt đưa bình đến sảnh cưới thì nói dối là có việc cần phải giải quyết bảo cô cứ vào trước lát nữa anh ta sẽ quay lại đón cô quế vội vã chạy đến báo tin cho bình rồi rủ cô đi bắt ghen bình bị xe tông ngất lịm đi trong vòng tay của quế bình lờ mờ tỉnh dậy đầu cô đau điếng ánh nắng chiếu vào khe cửa làm cho cô trói mắt bình cố gắng mở mắt có tiếng reo của quế bác sĩ bác sĩ ơi tỉnh rồi mày thấy tao không bình bình nhìn thấy khuôn mặt của quế cô gật đầu rồi lại nhìn những chiếc kim tiêm cắm trên cánh tay mình bình vô thức rơi nước mắt Vậy ra tất cả không phải là mơ. Bác sĩ đi vào kiểm tra cho Bình. Bố mẹ của cô cũng chạy đến. Bình nhìn khuôn mặt gầy rộc và mái tóc điểm bạc của cha mẹ mà trong lòng đau thắt. Bà Hồng nắm lấy tay con gái mà nước mắt rơi lãi trã. Ông bà nghe bác sĩ căn dặn xong thì luôn miệng bảo Tốt rồi, tốt quá rồi. Ông quay lại nhìn Bình với đôi mắt đỏ hoe. Trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường. Nhưng đây là lần đầu tiên bình thấy bố mình xúc động như vậy bình nhìn bố mẹ rồi yếu ớt nói bố mẹ con xin lỗi để bố mẹ phải lo lắng cho con như vậy bà hồng vuốt mái tóc rối của cô giọng trách móc con bé này sao chịu ấm ức như vậy mà không nói với bố mẹ con có xem chúng ta là bố mẹ nữa không hả con bình gượng cười sự ấm áp và tình thương của bố mẹ làm cho cô cảm thấy yên lòng lấy chồng mới gần một năm mà cô dường như đã quên mất rằng mình cũng là một thiên kim tiểu thư được bố mẹ yêu chiều nâng niu bình vô thức đưa mắt nhìn ra cửa quế như biết được suy nghĩ của cô bạn cô nghẹn ngào mắng mày còn ngóng loạn cặn bã đấy nữa sao ông bằng nghiến răng bố sẽ cho nó biết đụng đến con gái của ta sẽ phải trả giá đắt như thế nào bình nghe vậy thì nhỏ giọng cầu xin bố bố à dù gì đạt cũng là chồng con xin bố đừng làm vậy bà hồng nhìn bình rồi nói bình này không biết là con đã biết chưa nhưng con đã có thai được hai tháng rồi đấy con phải cố gắng nghỉ ngơi rồi bồi bổ cho con mau khỏe bác sĩ nói con suy nhược quá nên mới ngất đi may là không sao ông bằng trợn mắt quát lớn cái gì sao bà không nói gì với tôi bình như không tin vào tai mình thảo nào mấy tháng nay cô luôn thấy mệt mỏi chán ăn khi cô nói với đạt thì chỉ nhận được lại sự thờ ơ và lạnh nhạt nên cô đành cố chịu đựng bình hỏi mẹ anh đạt biết chưa hả mẹ quế thở dài tao đã cho người báo tin cho hắn ta rồi mày đúng là đến giờ này vẫn cứ nghĩ đến loại người đó là sao bình cúi đầu tình cảm của cô với đạt đã sớm nguội lạnh nhưng giờ cô đã mang thai con của anh ta cô không thể để con cô sinh ra mà không có bố Mấy ngày sau Đạt và bà Kim cũng đến bệnh viện. Nhìn thấy Bình nằm trên giường bệnh, bà Kim trề môi nói, "Cũng giỏi diễn kịch lắm." Nói rồi bà đứng trước bố mẹ Bình mà trời mắng, "Ông bà xem con gái của ông bà đã làm con trai tôi ra bộ dạng gì, các người có biết dạy con không hả?" Đạt với khuôn mặt bầm tím, đứng ngông nghênh sau lưng mẹ, hắn ta hắt hàm nói với bố mẹ vợ, "Nếu không dạy dỗ được cô ta thì để thằng này dạy cho." đúng là bọn nhà quê ông bằng tức đến nghiến răng ông gằn giọng hỏi vậy cho hỏi thằng đạt ra ngoài mèo mỡ bị vợ bắt được là đúng hay sai bà kim giọng ngoa ngoắt đát con trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình huống hồ nó chỉ là ăn bên ngoài chứ đã đưa về nhà đâu mà con gái ông bà đã nhảy đồng lên nó phải tu mấy kiếp mới lấy được con trai nhà tôi đấy còn không biết điều bà kim liếc xéo quế rồi nói đúng là một lũ đầu đường xó chợ Quế tức điên định xong đến thì Bình đã nắm lấy tay cô cản lại. Bình yếu ớt hỏi Đạt. Anh đã biết về con của chúng ta chưa? Đạt nhướng mày nhìn Bình rồi cười nhạt. Đấy chắc gì đã phải con tôi. Đã mấy tháng rồi tôi không đụng vào người cô. Hay là cô đi ăn vụng với thằng nào? Rồi giờ giả ốm giả đau bắt thằng này đổ vỏ. Bình trợn tròn mắt không tin vào tay mình. Ông bằng xong đến tát cho Đạt một cái. Bà Kim thấy con bị đánh thì vội tru chéo. Ôi rồi ôi, lũ côn đồ, một lũ nhà quê nghèo hèn bẩn thỉu mà dám đánh con trai tôi à? Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu? Quế kéo bà Kim ra, nắm lấy tóc bà ta mà giật. Bà Kim hét lên vì đau đớn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Còn Bình, cô chỉ nằm im ở đấy. Trái tim của cô như vỡ vụn. Còn gì đau đớn hơn cơ chứ? Một lòng một dạ vì nhà chồng. Rồi cô nhận lại được những gì? Bình chậm chậm, cất tiếng, ly hôn đi không khí lập tức im bặt mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô đạt hờ giọng cô nói gì tôi nói là ly hôn đi bình kiên định đáp bà kim như chỉ chờ nghe được câu này vội đáp là cô tự nói đấy nhé sau này đừng nói là nhà tôi bắt cô ly hôn cũng đừng mong là chúng tôi cho cô xu nào bà hồng hét lên cút cút hết đi để con bé được yên Bà Kim trề môi rồi lôi đạt rời đi. Ông bằng thở dài nhìn con gái. Ông khàn giọng an ủi bình. Con yên tâm, bố sẽ đỏ lại công bằng cho con. Mẹ con con, bố sẽ nuôi hết. Một chứ mười đứa, bố cũng nuôi được hết. Bình nhìn bố gượng cười trong sự đau khổ. Thật tốt vì cô còn có bố mẹ luôn sẵn lòng giang tay che chở cho cô. Bình xuất viện về nhà, cô nằm trên chiếc giường quen thuộc thơm mùi hoa mềm mại của mình thoải mái mà ngủ thiếp đi bên phòng bên cạnh ông bằng đã cho người giải quyết xong vụ ly hôn của bình cô ra đi tay trắng nên thủ tục cũng rất nhanh gọn ông bằng nghiến răng dám hành hạ con gái của ta để xem mẹ con các người có sống nổi không bà kim và đạt bỏ được bình mà không phải chia chút tiền nào cho cô thì mừng lắm bà kim nói với con trai mẹ đã bảo rồi lũ nhà quê đó không biết gì đâu đấy con thấy chưa là vô sinh không công cho nhà mình cả năm trời mà bây giờ ra đi tay trắng cũng chẳng dám hé răng nửa lời đàn gật gù nhìn mẹ ra chiều đồng tình lắm bà kim nói tiếp ngày mai cái bích sẽ qua đây ăn cơm đấy nó biết con ly hôn vợ mà vẫn chấp nhận mày tìm đâu ra người tốt như thế hả con nhà thì giàu lại xinh đẹp giỏi giang vâng ngày mai con sẽ xin nghỉ ở nhà để tiếp con dâu của mẹ bà kim ở nhà lúi húi nấu nướng dọn dẹp đàn cũng thấp thỏm không yên hắn ta trải chuốt tóc tai bóng mượt chuồng cửa vang lên bà kim đon đà ra chào khách một cô gái với mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng rực với bộ váy bó sát ngắn ngủn đứng trước cửa bà kim hơi giật mình nhưng rất nhanh đã tươi cười nắm lấy tay cô gái bích phải không cháu trời ơi đẹp gái quá nhanh vào nhà đi con ngoài này nắng quá đạt cũng vội vàng rót nước cho bích giọng nhún nhường bích đi đường có mệt không hôm sau cứ để đạt qua đón cho bích tháo kính râm nhìn một lượt căn nhà rồi bĩu môi bà kim và đạt vội nhìn nhau sượng sùng bà kim vội lên tiếng hay mình vào dùng cơm con nhé bác đã nấu nướng cả sáng đấy toàn món mà con thích thôi bích nhìn băm cơm thịnh soạn trên bàn đưa đôi đũa gầy gầy mấy miếng thịt gà rồi mới mở miệng mấy món này cháu không ăn được đâu quá béo bác ạ cháu đang ăn kiêng bà kim luống cuống nhìn đạt cầu cứu đạt vội sốt sắng nói vậy em xem ở đây có món nào em ăn được không bích liếc mắt một lượt rồi bảo anh đi làm cho tôi cốc ép táo đi mấy món ở đây tôi không ăn được món nào cả dầu mỡ quá đạt nghe thấy vậy thì đi làm ngay anh ta không ngờ được rằng mình có ngày phải làm mấy việc này. Bà Kim vẫn đon đà hỏi Hàn Bích. Khi nào cháu tới, muốn ăn gì thì cứ gọi điện nói với bác để bác chuẩn bị. Hôm nay sờ xuất quá, cháu đừng để bụng. Thôi, để bác đi gọt hoa quả cho cháu nhé. Bích bỗng thay giọng nói ngọt với bà Kim. Thôi bác ạ, à, lần sau cứ để cháu mời bác ra nhà hàng ăn cho tiện. Ai lại để bác nấu nướng thế này? chả là dạo này cháu đang bận đầu tư mấy dự án quan trọng nên bận quá chỉ kịp ghé qua thăm bác một chút bà kim nghe nói đến đầu tư thì ra chiều ngưỡng mộ lắm cháu giỏi giang quá chả như con dâu cũ của bác đã vụng về lại chỉ biết ăn bán chồng là giỏi đã thế lại còn lăng loàn trừa hoang với thằng khác đúng là nhà bác vô phúc quá cháu ạ à. bích nhìn bà kim đang chấm mấy giọt nước mắt giả tạo rồi nói bác đúng là số khổ quá nhưng không sao cháu sẽ để bác nở mày nở mặt với người khác. Bỗng điện thoại của Bích reo lên, cô bắt máy, giọng nghiêm trọng. Sao cơ? Thiếu 3 tỷ hả? Dự án đấy cứ triển khai cho tôi, tiền tôi sẽ chuyển ngay. Còn dự án 500 tỷ kia đã đàm phán thành công chưa? Sao chưa báo cáo cho tôi? Bà Kim và Đạt nghe Bích cứ nhắc đến tiền tỷ mà há hốc mồm. Nghĩ bụng chuyến này không thể để vụt mất con cá to này được Bích cúp máy rồi vội vã đứng dậy xin phép đi vì có đối tác đang đợi để duyệt kế hoạch. Bà Kim và đạt tiễn cô ra tận xe. Chiếc xe sang bóng loáng làm cho đạt mê mẩn. Đợi Bích đi rồi, đạt mới chép miệng bảo với bà Kim: biết vậy còn đã lấy Bích từ lâu rồi. Người đâu vừa đẹp lại vừa giàu có. Bà Kim lườm con rồi ngúng nguẩy đi vào. Mấy ngày sau, Bích hẹn bà Kim đi ăn tối. Bước vào nhà hàng sang trọng khiến cho bà Kim choáng ngợp. Nhìn những món ăn sang trọng trên bàn, bà cũng ngầm hiểu tại sao Bích lại chê cơm bà nấu. Bà Kim hỏi Bích, cháu kinh doanh gì mà giàu thế hả Bích? Bích nhìn bà Kim vẻ khó hiểu khiến cho bà bối rối. Bà Kim vội xua tay. À, bác tò mò nên hỏi cho biết đấy mà. Thấy cháu giỏi giang quá nên bác chỉ muốn hỏi thăm thôi. Bích mỉm cười rồi cầm cốc rượu vang lắc nhẹ đằng nào cũng là người một nhà cháu cũng chẳng giấu gì bác cháu kinh doanh với chơi tiền ảo dạo này tiền ảo vớ bở lắm biết cách đầu tư thì một đồng đẻ ra mười đồng chỉ tính bằng tháng thôi bà kim nghe đến tiền thì mắt sáng rực nhưng tiền ảo là gì thì bà cũng không rõ lắm bích thấy bà kim chăm chú lắng nghe thì ghé sát tay bà nói nhỏ nếu bác muốn đầu tư thì cháu sẽ chỉ cho bác nhưng bác phải hứa là không được nói cho ai đâu đấy bí mật kinh doanh không phải ai cũng tiết lộ được đâu bà kim ngạc nhiên nhìn bích nhưng tiền đến tay thì ai dại gì mà từ chối chắc bích xem mình như mẹ chồng rồi mới muốn chỉ cho bà đây mà bà kim hỏi lại thế thằng đạt có được nói không cháu tất nhiên là không vợ chồng thì không nên làm chung một mảng đâu ạ tính anh đạt chắc chắn là anh ấy sẽ không đầu tư với lại là nếu giúp bác thì cháu chỉ nhận tiền mặt thôi chuyển khoản vào tài khoản sau này sao kê phức tạp lắm. Bà Kim nghe vậy thì thấy có lý lắm. Bà hỏi Bích rồi hứa với cô, khi nào gom đủ tiền sẽ đưa cho cô đầu tư giúp. Bà Kim về nhà bán hết vòng vàng rồi rút hết tiền tiết kiệm được 300 triệu, đưa cả cho Bích. Bích nhìn bà Kim, cười tươi nói, bác cũng thức thời thật đấy, chỗ này sau 2 tháng cháu đảm bảo với bác là sẽ lên được ít nhất là 500 triệu. Bà Kim trợn tròn mắt, 500 triệu chỉ trong 2 tháng Bà không nằm mơ đấy chứ. Bà Kim sướng như điên. Bà vội mời Bích đi ăn tối. Bà Kim mơ về những ngày tháng giàu có đang đến rất gần với mình mà mừng húm. Hai tháng sau Bích gọi cho bà. Tiền lời cộng lãi là 500 triệu. Bác có muốn rút không hay là cứ để nguyên để lãi mẹ nó đẻ lãi con? Cháu thấy bác may thật đấy. Đợt này đúng đợt tiền ảo đang lên giá. Bà Kim nghe mà sướng đến bùn rồn chân tay. 500 triệu bà phải tiêu đến chết mới hết nhưng nếu có nhiều hơn chẳng phải bà có thể đổi căn nhà hiện tại sang một căn biệt thự hay sao thấy bà kim có vẻ ngần ngừ bích nói tiếp cháu nghĩ bác cứ để nguyên nếu có để vào thêm thì càng tốt giá đang tăng lên từng ngày đấy hết tháng này có lẽ không có dịp nào tốt hơn đâu bà kim nghe bích nói thì thấy bùi tai lắm bà quyết định sẽ đầu tư thêm mấy khi mà kiếm tiền dễ dàng như vậy với lại bà cũng đã tìm hiểu kỹ càng bao nhiêu người đổi đời nhờ chơi tiền ảo sờ sờ ra đấy rồi thì làm gì mà phải sợ bà rút nốt mấy trăm triệu mà con trai nhờ giữ dùng rồi đưa cho bích bà kim vui như tết cứ nghĩ đến số tiền mấy tỷ đang sinh sôi từng ngày của mình mà bà lại phấn khởi hẳn ra biết thế này bà đã tấm cổ bình đi từ lâu rồi đúng là xui xẻo ám quẻ tài lộc nhà bà quá mà lại nói về đạt Hôm qua giám đốc mới gọi hắn lên để bàn giao cho hắn một công trình lớn. Đạt ngạc nhiên không tin vào tay mình. Hắn cầm bảng kế hoạch rồi gập đầu cảm ơn. Đạt leo lên được vị trí trưởng phòng cũng đã gần 4 năm, nhưng cứ mãi dẫm chân tại chỗ. Đợt này công ty đang cắt giảm nhân sự, hắn đang lo mình sẽ bị cho vào danh sách. Nhưng thật ông trời có mắt đã cho hắn được cơ hội này. Nói không chừng sau dự án này, hắn lại có thể leo lên làm phó giám đốc cũng có. Đàn khấp khởi mừng thầm, hắn lao vào nghiên cứu và làm việc. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tài gan. Đạt dù đã sửa bàn kế hoạch hàng trăm lần, nhưng không hiểu sao bên phía đối tác vẫn nhất quyết không chấp nhận, còn đòi rút vốn khỏi công ty hắn. Hắn ta như nằm trên đống lửa, bị giám đốc gọi đến nén thẳng bàn báo cáo vào mặt. Cậu làm ăn kiểu gì mà phía bên công ty đối tác đòi hủy hợp đồng thế hả? Dự án này mà bị hủy thì cậu có mà bán nhà cũng không đền được đâu. Mau đi gặp đối tác mà cầu xin đi. Dù có phải quỳ lết mà xin thì cũng phải quỳ. Nhưng tôi đã làm rất cẩn thận rồi ạ. Còn cãi à? Sai lệch tận 800 triệu. Không xin được thì cậu sẽ là người phải chịu trách nhiệm đấy. Đạt mặt cắt không còn giọt máu, vội chạy qua công ty đối tác. Trong bồn tòa nhà rộng lớn, Đạt cố gắng xin gặp giám đốc bộ phận để xin xỏ, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối hắn ta cứ ngồi ở dưới sảnh chờ từ ngày này qua ngày khác nhưng kết quả vẫn là từ chối nghĩ đến việc phải bồi thường số tiền lớn như thế hắn ta không can tâm hắn nghĩ ra một cách chặn trước đầu xe của giám đốc công ty đối tác sau khi nghe hắn trình bày người đàn ông ăn mặc sang trọng thấy hắn thành khẩn quá nên cũng chỉ cho đạt một con đường sống cái này là do chủ tịch đích thân chỉ đạo Bình thường những dự án lớn như thế này sẽ không giao cho những công ty nhỏ như công ty cậu. Nhưng mà không hiểu sao lần này lại giao cho công ty cậu, mà còn nêu đích danh cậu. Bây giờ hủy hợp đồng cũng là tổng giám đốc yêu cầu. Tôi nghĩ cậu nên đến gặp trực tiếp tổng giám đốc thì hay hơn. Đạt nghe mà lùng bùng nỗ tay. Tại sao vị tổng giám đốc đấy lại biết hắn? Đạt cuốn người cảm ơn rồi lân la xin được địa chỉ nhà của vị tổng giám đốc kia. Căn biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố làm đạt thá hốc mồm. Được biết là vị tổng giám đốc có hàng trăm bất động sản, nhưng căn nhà này là nơi ông thường cùng với gia đình ở. Đạt lảng vàng trước cửa cả nửa ngày. Cuối cùng cánh cửa của biệt thự cũng mở. Bước ra là một người phụ nữ nhỏ nhắn đang bê một chiếc hộp. Đạt dụi mắt mấy lần vì không tin vào mắt mình. Người phụ nữ đó thế mà lại là mẹ của mình. Đạt hơi mơ hồ Hắn bước đến hắn giọng gọi. Chào bà. Bà Hồng giật mình khi nghe tiếng gọi. Khi thấy thằng con rể cũ thì bà cao mày giận dữ. Cậu làm gì ở đây? Đạt cười khinh khỉnh nhìn hộp giấy trên tay bà Hồng. Không ngờ bà lại xin làm giúp việc ở một căn biệt thự lớn như vậy đấy. Chắc lương cũng khá đấy nhỉ. Có đủ nuôi con gái với đứa cháu không rõ bố kia không? Cậu nói cái gì vậy hả? Mau cút khỏi đây. Thôi, bớt mồm đi bà già bà vào báo với chủ nhà là có khách muốn gặp bà hồng nghe đạt muốn gặp chồng mình thì ngạc nhiên lắm thấy bà hồng cứ đứng nhìn mình mà không chịu đi đạt vung tay hất đổ hộp giấy trên tay bà hắn hất hàm con bụi nhà quê này có điếc không hả bà hồng bị bất ngờ nên cũng ngã lăn ra đất bà tức giận hét lên cậu làm cái gì vậy hả ông bằng nghe tiếng ồn ào thì cũng chạy ra thấy vợ bị ngã ông vội chạy đến đỡ bà đứng dậy đạt nhìn thấy ông thì cười khẩy chà cả ông cả bà cùng làm cơ à đúng là hợp cả đôi nhà quê nhỉ ông bằng bây giờ mới chú ý đến đạt ông mỉm cười tưởng ai hóa ra là cậu à cậu dám xô ngã vợ tôi sao thôi đừng ăn vạ nữa mau vào nói với chủ nhà có khách muốn gặp đi đừng để nhỡ việc thì tôi không nói giúp được đâu ông bằng nhìn đạt rồi cười khẩy có phải cậu tới vì dự án của công ty sbm không đạt tròn mắt kinh ngạc không hiểu sao ông bằng lại biết hắn tức điên gào lên biết thế rồi sao còn đứng được ra đấy có muốn tôi bảo chủ nhà đuổi cổ hai người không hả đến lúc đấy thì con gái của ông bà sợ rằng chẳng ai nuôi đâu loại con gái lăng loàn một đời chồng ấy ai thèm rước ông bằng nghe đạt xúc phạm con gái mình thì tức đến đỏ mặt ông móc điện thoại ra gọi điện người đâu chỉ một phút sau năm người đàn ông cao to mặc vest đen bóng đã xuất hiện họ cúi gập đầu chào ông bằng chào ông chủ đạt há hốc mồm trước những gì hắn ta đang nhìn thấy hắn lắp bắp ông chủ là sao sao lại như vậy ông bằng cười nhạt ta không muốn động vào cậu cho bẩn tay nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tương lai phía trước đi nói rồi ông nói với mấy người phía sau xử lý chuyện này cho gọn gàng hợp đồng với công ty sbm hủy đi còn nữa ta không muốn người này được làm việc trong nghề này nữa một tiếng hô rõ như bản án đã được phán xét cho đạt hắn thấy trời đất quay cuồng vậy ra là trước nay hắn không hề biết an là con gái của một tỷ phú máu mặt hắn còn dám hành hạ trời bới cô đạt gào khóc cầu xin ông bằng nhưng vẫn bị thô bạo lôi đi hắn thất thều bước trên đường thì điện thoại đổ chuông là giám đốc gọi đạt bắt máy thì có tiếng trời vọng ra cậu mau về công ty thu dọn rồi cút đi chuẩn bị 300 triệu để đền bù thiệt hại cho công ty, nếu không tôi sẽ phải cho cậu vào tù đấy. Đạt bần thần cả người, hắn đảo đâu ra gần đấy tiền bây giờ. Hắn trực nhớ đến khoản tiền mà hắn đã tích cóp, gửi chỗ mẹ mình. Hắn chạy như bay về nhà. Bà Kim đang ăn dưa hấu, thấy con trai quần áo sộc sạch, mồ hôi nhễ nhại thì hỏi. Sao đấy, làm gì mà chạy như ma đuổi thế con? Mẹ ơi, tiền của con đâu, tiền con đâu? bà kim thấy đạt hoàng hốt thì vội ngồi dậy bà trấn an đạt rồi hỏi con cần tiền làm gì mà gấp gáp thế đạt vội kể lại mọi chuyện cho bà kim miệng thì vẫn không ngừng hỏi tiền bà kim chết lặng khi biết nhà bình giàu có đến như vậy nhưng bây giờ bà cũng đâu thiếu gì tiền bà kim nhầm tính bây giờ cả gốc cả lãi bà phải có cả mấy tỷ rồi bà kim nhìn đạt giọng chắc nịch mẹ có tiền mày nghỉ quách chỗ đấy đi mẹ mở cho mày công ty khác đặt như người chết đuối vớ được cọc. Hắn tươi tỉnh lại ngay dục bà Kim đi lấy tiền. Bà Kim nhấc điện thoại gọi Bích. Bà Kim hắng giọng. Bích à, tiền của bác muốn rút hôm nay được không con? Được bác ạ, à, nhưng rút gấp như vậy thì bác phải bỏ vào 200 triệu nữa cháu mới rút được. Tiền của bác đang lẻ quá, muốn rút ngay thì khó lắm. Bà Kim ngay vậy thì cắn móng tay lo lắng hỏi. Bao lâu hả cháu? Phải hơn một năm đấy bác ạ, à, tiền đang trứng quá, lên chậm nên phải hơn năm nữa mới tròn tiền để rút được sao bác bà kim cúp điện thoại mà mồ hôi chảy ròng ròng bây giờ kiếm đâu ra tiền mà nạp vào còn nếu đợi một năm thì con bà vào tù mất đạt thấy mẹ lo lắng đi đi lại lại thì sốt ruột hỏi sao rồi hả mẹ tiền đâu bà kim gắt lên mày im cho mẹ tính chẳng phải mày vô dụng sao nhà vợ giàu có cũng không biết còn đối xử với nó không ra gì để giờ bị gài như thế này đây đạt bị mẹ mắng thì im bặt, anh ta cũng sợ run lên. Bà Kim này ra một ý hay là vay nặng lãi. Rút được tiền thì trả là xong. Nghĩ là làm, bà tìm một tổ chức cho vay tiền với lãi cắt cổ, vay 300 triệu rồi bà đưa cho Bích. Bích nhận được tiền thì cười nói, bác yên tâm, ngày mai tiền sẽ về tài khoản của bác. Bà Kim nghe vậy thì yên tâm lắm, bà có thể kê cao gối ngủ ngon rồi, nhưng đợi cả mấy ngày vẫn không thấy tiền đâu bà gọi điện cho bích nhưng số máy không liên lạc được bà kim bồn rồn hết chân tay bà ngã phịch ra sàn đạt chạy lại đỡ mẹ dậy rồi hỏi sao thế mẹ bà kim thều thào nói mất hết rồi mất hết rồi con ạ à. sao mà mất còn bích nó trốn rồi tiền của mẹ mất sạch rồi con ạ à. nói xong bà kim khóc òa lên đạt nghe như trời đất sụp xuống hắn ngồi đờ người ra bà kim ôm con mà khóc bà gào thét vì tiếc của vì tin nhầm người phải chăng do lòng tham của bà mà hôm nay phải chịu kết cục này bà kim như hóa điên bà đi khắp nơi tìm bích nhưng cô ta đã bốc hơi khỏi đây bà kim muốn báo cảnh sát nhưng giao dịch của bà hầu như là đưa tiền mặt nên không có bằng chứng buộc tội bà kim đành bán nhà cho đạt lấy tiền đền cho công ty số còn lại thì đi trả nợ Đến cuối đời, bà lại chui rút trong căn phòng trọ ọp ẹp cùng với số tiền ít ỏi còn lại. Đạt mất tất cả, hắn tay trắng, chẳng ai dám nhận hắn vào làm. Đạt uống rượu say xỉn suốt ngày, hắn lang thang khắp nơi tìm bình, mong cô tha thứ. Bà Kim phải đi nhặt ve chai nuôi con trai, bà cay đắng trước kết cục của mình. Ở trong một biệt thự nọ, Bình vừa hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh, cô bé giống Đạt như đúc. Quế nhìn con bé đang nằm ngủ trong nôi thì cảm thán. Con bé xinh quá, không hổ là con gái nuôi của tớ. Bình vút ve, nếp áo của con rồi cười dịu dàng. Mọi khổ đau đã qua, giờ đây cuộc sống của cô đã có thêm một thiên thần nhỏ. Cô phải mạnh mẽ để che chở cho con. Bà Hồng bê vào một bát súp bảo ngư dục Bình ăn đi cho lại sức. Bà nhìn chóng ngoại, dịu dàng bảo. Ông ngoại và bà ngoại đi mua cho con thật nhiều quần áo đẹp nhé nhành lớn nào của cưng của bà. Tiếng cười rộn rã khắp căn phòng, ngoài kia bầu trời xanh ngắt một màu. Và câu chuyện của ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây, hy vọng rằng câu chuyện đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở phần dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản lĩnh con dơ Sau khi kết hôn 2 năm, chúng tôi mua được một căn chung cư. Mấy tháng sau, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà những năm tuổi già. Căn chung cư của chúng tôi rộng rãi, lại chỉ có hai vợ chồng trẻ ở nên cũng có phần hơi cô quạnh. Chồng tôi thủ thỉ. Mẹ lên ở sẽ có người phụ em việc nhà, bà ở nhà cũng tốt, có người đi ra đi vào nhà cửa cũng có hơi người hơn mẹ giờ cũng già rồi để mẹ một mình ở dưới quê anh không yên tâm lắm tôi im lặng suy nghĩ mẹ chồng tôi tôi cũng chưa tiếp xúc với bà quá nhiều chỉ gặp bà mấy lần sau khi cưới xong thì vợ chồng tôi cũng lên thành phố sống đến tận bây giờ tất cả tôi biết chỉ qua lời kể của chồng chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất mẹ nuôi anh khôn lớn cho anh học hết đại học anh kể mẹ chồng tôi làm tất cả mọi việc để có tiền lo cho anh mùa hè bà đi cày thuê cấy mướn cho người ta mùa đông thì mò cua bắt ốc cứ quần quật như vậy ngày này qua ngày khác vì mất chồng khi còn trẻ nên ai cũng khuyên bà nên đi thêm bước nữa nhưng mẹ chồng tôi đều gạt văn đi bà sợ chồng tôi sẽ phải chịu khổ khi sống với cha dượng thanh xuân của bà đều dành cho chồng tôi chồng tôi cũng thương mẹ anh cố gắng học hành một buổi đến trường một buổi đi chăn trâu thuê cho người ta kiếm thêm chút tiền để đỡ đần mẹ khổ đau cay đắng bốn chữ ấy vẫn đúng vào số phận mẹ chồng tôi tôi nhanh chóng gật đầu anh cứ đón mẹ lên đây em và anh cùng nhau chăm sóc mẹ bà cũng đã đến tuổi được nghỉ ngơi hưởng phúc rồi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu về quê anh để ra mắt mẹ anh. Tôi đã vô cùng hoảng hốt. Căn nhà bằng gạch cũ kỹ với những mảnh tường đã tróc hết cả, lộ cả những mảng gạch đỏ quạch. Căn nhà bé xíu, siêu vẹo nằm trên một mảnh đất cằn cỗi. Mảnh vườn sơ sát, bị đàn gà thi nhau đào bới. Tôi đi giày cao gót, cứ đi được hai bước lại loạn choạng suýt ngã vì nền đất nhấp nhô không bằng phẳng. Chồng tôi chép miệng. Hay em đi giày của anh, anh đi chân đất cũng được. Đi như này lát về đau chân lắm. Tôi cười nhăn nhó. Có gì đâu mà, anh đỡ em là được. Ai lại để anh đi chân đất được? Để lần sau em sắm đôi dép là được mà. Chồng tôi xoa đồ tôi dịu dàng. Sắp tới rồi đó, cố lên chút nha công chúa của tôi. Tôi bật cười, vịnh vào cánh tay của anh. Mẹ chồng đã đứng ở ngưỡng cửa đợi chúng tôi. Bà vội chạy ra đỡ vali cho tôi, miệng suýt xoa. Nắng nồi quá, các con có mệt không? Nhanh vào nhà đi kéo nắng. Tôi lý nhí. Thưa bác, con mới tới. Mẹ chồng nhìn tôi, gật đầu. Được rồi, vào đã rồi nói con. Thằng Hùng, nhanh nhanh dẫn bạn vào nhà đi con. Căn nhà nhỏ, nhìn bên ngoài đã cũ đến thảm thương nhưng khi bước vào lại càng thảm thương hơn. Sàn nhà bằng đất gồ ghề, trong nhà chỉ kê một bộ bàn ghế nhỏ đã cũ, vài cái cốt đã cũ. Bên trong là hai chiếc giường ọp ẹp kê cạnh nhau. Quần áo được phát trên dây căng từ bên này sang bên kia. Chồng tôi gãi tay. Nhà anh hơi đơn sơ, em thông cảm nha. Tôi biết nhà anh nghèo, nhưng không nghĩ lại nghèo đến vậy. Tôi lại càng thương chồng hơn hoàn cảnh như vậy mà anh vẫn cố gắng đi học, để bây giờ đã là kỹ sư phần mềm của một công ty điện tử nước ngoài. Mẹ chồng tôi dục chúng tôi thay quần áo rồi ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy ngoài những món đạm bạc, còn có thêm một con gà luộc. Bà gắp cho tôi một cái đùi gà, rồi cười. Ăn đi con, gà nhà nuôi đó, chỉ ăn cơm với lúa thôi, ngon lắm. Con bé xinh xắn quá chừng. Sự chân thành và hồn hậu chất phát của bà mẹ quê đã khiến tôi ấn tượng mãi. Tôi bàn với chồng, "Em sẽ thu xếp chỗ ở cho mẹ." Nói xong, tôi liền đi thu dọn căn phòng có ban công hướng nam, phòng có thể đón nắng, trồng chút hoa cỏ gì đó. Tôi thay ra giường thành màu tím, màu mà chồng tôi bảo rằng mẹ chồng tôi rất thích. Chồng tôi đứng giữa căn phòng ngập tràn nắng, không nói câu nào chỉ đột ngột bế bổng tôi lên quay khắp phòng. Khi tôi giãy dụa đòi xuống, anh nói, cảm ơn em, vợ à. Tôi mỉm cười ôm lấy anh. Nào, mình cùng đi đón mẹ thôi anh. Chồng tôi hôn lên trán tôi, ánh mắt anh long lanh và đầy hào hứng. Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi thích nếp đầu vào ngực anh, cảm giác anh có thể tóm lấy cả thân hình mảnh mai bé nhỏ của tôi nhét vào trong túi áo. Mỗi khi chúng tôi cãi cọ và không chịu làm lành, anh thường nhấc bổng tôi lên đầu quay tròn, cho đến lúc tôi sợ hãi van xin anh thả xuống. Nỗi sợ hãi hạnh phúc ấy làm tôi mê mẩn. Ngày tôi yêu anh, ai cũng bảo chồng tôi là chuột sa chỉnh gạo. Một thanh niên nhà quê, hai bàn tay trắng tự lập giữa thủ đô rộng lớn, vậy mà lại cua được tôi. Tôi là con gái Hà Nội chính hiệu, mấy đời nhà tôi đều ở đây. Gia đình tôi cũng khá giả. Bố mẹ làm nghề buôn bán từ lâu ở phố Hàng Buồn, cũng gọi là có của ăn của để. Ngày tôi dẫn chồng về ra mắt, mẹ tôi nhìn anh một lượt. Tôi thì vẫn hồn nhiên cười toe, không để ý đến ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ dành cho anh. Bữa cơm hôm ấy chỉ có tôi rơm rã nói chuyện, còn bố mẹ và chồng tôi chỉ im lặng không nói gì. Hùng về rồi, mẹ tôi mới lôi tôi vào phòng nói chuyện. Hai hàng lông mày của bà cau lại. Mẹ có bị làm sao không hả con? Sao mày lại chấm được thằng Hùng vậy hả? Tôi ngạc nhiên. Anh Hùng thì sao hả mẹ? Anh hiền lành, lại chiều con lắm. Mẹ tôi đánh vào vai tôi. Mình thân là con gái thủ đô, ai lại đi lấy một thằng tỉnh lẻ hả con? Nó có tốt như thế nào thì nó cũng là một thằng nhà quê. Nhà nó thì nghèo rớt mộng tơi, mẹ có biết nghĩ không hả tôi trề môi cưới xong anh ấy ở đây chứ có về quê đâu với lại bây giờ thu nhập của anh ấy cũng bắt đầu ổn rồi mẹ không phải lo mẹ tôi ngày nào cũng làm tư tưởng cho tôi nhưng tôi là một đứa cứng đồ lại được chiều chuộng từ nhỏ nên đâu dễ gì nghe lời khuyên bảo của bà hết cách mẹ đành đồng ý cho chúng tôi đến với nhau ngày tôi về nhà chồng mẹ tôi khóc hết nước mắt căn chung cư mà chúng tôi đang ở cũng là do mẹ giấm dúi cho tôi một khoản bà sợ con gái khổ hôm nay nghe nói mẹ chồng sẽ lên ở cùng chúng tôi mẹ tôi vội gọi tôi về nhà vừa thấy tôi bà đã hỏi ngay chuyện mẹ chồng con lên ở là thế nào ở chơi vài ngày hay ở hẳn tôi vừa tách muối cam vừa đáp gọn lõn ở luôn chứ ạ à? mẹ tôi há hốc ở luôn á hả vậy mà mày cũng đồng ý sao tôi nhìn mẹ ngạc nhiên sao lại không ạ à? mẹ của anh hùng thì cũng như là mẹ của con mà ngày mai bà lên rồi mẹ không cản được đâu mẹ tôi nhìn tôi rồi thở dài thôi kệ mày đến khi có chuyện gì đừng có mà gọi tao tôi cười chuyện gì là chuyện gì hả mẹ thêm người thêm vui mà mẹ tôi chép miệng rồi mày xem người nhà quê họ sống khác mình đến khi mẹ con không hòa hợp thì đừng có gọi mẹ. Tôi thầm nghĩ, ngày xưa bà ở quê thì sống kiểu nhà quê, nhưng lên phố thì dần dần bà cũng sẽ sống theo kiểu phố mà thôi. Cứ dần dần rồi quen, chứ có gì đâu. Ngày vợ chồng tôi đón bà lên, bà nhìn căn nhà rộng rãi khang trang mà nước mắt rơi. Chồng tôi phải dỗ mãi bà mới nín. Mẹ chồng rất thích căn phòng mà tôi đã chuẩn bị cho bà. Bà nói, các cô các bác ở quê cứ bảo nhà trên thành phố bí bách lắm nhưng mà nhà mình lại có cả một cái cửa sổ to thế này cơ mà chồng tôi cười là vợ con đã chọn phòng này cho mẹ đó ban công mẹ có thể trồng rau nha mẹ chồng tôi nhìn thấy đám hoa được tôi trồng đang trổ bông rồi gật đầu nhưng những thói quen ở nhà quê của mẹ chồng tôi mãi không thể thay đổi tôi thích mua hoa tươi bày trong phòng khách mấy ngày đầu mẹ chồng tôi chỉ nhìn mà không nói gì sau này không nhịn được bảo tôi bọn trẻ các con lãng phí quá mua hoa làm gì nào có thể ăn được như cơm ngày nào cũng mua héo rồi lại vứt phí quá tôi cười mẹ trong nhà có hoa tươi tâm trạng mọi người cũng vui vẻ căn nhà cũng có sinh khí hơn mà mẹ chồng tôi cúi đầu càng nhằn chồng tôi vội cười mẹ người thành phố quen thế rồi dần dần mẹ sẽ quen thôi mẹ chồng tôi không nói gì nữa nhưng mỗi lần thấy tôi mang hoa về bà vẫn không nhịn được hỏi mua hoa mất bao nhiêu tiền tôi ngây thơ trả lời thật thà nghe tôi nói thì bà chép miệng tôi nhìn chồng ái ngại có lần thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đi mua sắm về bà hỏi cái này bao nhiêu tiền cái kia giá bao nhiêu tôi quên mất vẫn cứ kể thật thì bà chép miệng càng to hơn. Chồng tôi véo mũi tôi nói, đồ ngốc, em đừng nói cho mẹ biết giá thật, có phải đỡ hơn không? Tôi gật gù khen chồng thông minh, từ lần đó cứ khi nào mẹ chồng hỏi, tôi đều nói bớt đi một nửa giá, mẹ chồng cũng đỡ sót tiền hơn hẳn. Tính tôi thì thường mua đồ ở siêu thị cho tiện, vừa tiện vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng mẹ chồng tôi lại nghĩ khác, bà bảo sao con không mua đồ ở chợ vừa tươi lại được trả giá hợp lý ngày nào đi chợ ngày đó chứ cứ mua rồi nhét vào tủ nó mất chất còn gì ngon nữa tôi thở dài đồ ngoài chợ không rõ nguồn gốc ăn vào lại bệnh ra đó mẹ à với lại con đi làm cả ngày không có thời gian ngày nào cũng đi đâu mẹ chồng tôi không nói gì bà vào phòng đóng cửa lại Cuộc sống hạnh phúc đã lặng lặng trôi những âm điệu không êm đềm. Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy chồng tôi dậy nấu bữa sáng. Với bà, lấy vợ về là để nâng khăn sửa túi, hầu hạ cho chồng con, làm đàn ông mà phải vào bếp nấu nướng cho vợ, làm gì có chuyện ngược đời đó. Thế nhưng đó lại là chuyện xảy ra hàng ngày ở gia đình tôi. Sáng sớm, sau khi tập thể dục xong, chồng tôi sẽ vui vẻ vừa huyết sáo vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà mẹ chồng có thói quen dậy sớm thấy cảnh này bà không khỏi khó chịu ai đời chồng thì luôn tay nấu nướng còn vợ thì cứ ngủ khì chờ chồng nấu xong mới gọi dậy ăn trên bàn ăn sáng mặt mẹ chồng tôi u ám tôi giả vờ không nhận thấy mẹ chồng tôi bèn khu bát đũa canh cách đấy là cách phản đối không lời của bà vừa ăn bà cũng sẽ vừa thở dài thường thượt tỏ vẻ khó chịu rồi nhìn tôi tôi cũng sẽ cố gắng lảng tránh ánh mắt của bà tôi là giáo viên dạy múa ở cung thiếu nhi thường sẽ dạy từ sáng đến tối nhảy múa đã đủ mệt rồi mỗi sáng ủ mình trong ổ chăn ấm áp tôi không muốn phải hy sinh nốt sự hưởng thụ duy nhất ấy vì thế tôi vờ câm điếc trước sự phản ứng của mẹ chồng thấy tôi vẫn không nói gì bà quay sang nói con trai sao sáng nào con cũng dậy sớm vậy, không ngủ thêm cho lại sức, đi làm cả ngày đã vất vả rồi. chồng tôi cười, con dậy sớm tập thể dục mà mẹ, với lại luôn tiện nấu nướng chút cho đỡ quên nghề ấy mà. mẹ tôi nguyết dài, từ ngày mai để mẹ nấu. tôi biết mẹ sót con trai nên mới nói vậy, nhưng tôi mặc kệ, miễn là đừng bắt tôi phải dậy sớm là được. mọi việc nhà ngoài việc nấu bữa sáng ra thì vẫn là do tôi một tay quán xuyến còn mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi làm việc nhà thì chỉ làm tôi càng bận rộn thêm có lần bà gom tất thảy mọi túi ni lông đựng đồ và đựng rác trong nhà lại bảo chờ gom đủ rồi bán đồng nát một thể vì thế trong nhà chỗ nào cũng toàn túi ni lông dùng rồi nhà ở chung cư thì khép kín nên mùi của ni lông dùng rồi bắt đầu lên mùi hôi và lan ra khắp nhà, khiến tôi không thể nào thở được. Tôi nói với mẹ chồng, ở đây người ta không thu gom bao ni lông để nhập đồng nát đâu, mẹ vứt đi, khắp nhà toàn là mùi rác, hôi quá. Nhưng mà mẹ chồng không tin, cứ cho rằng tôi phung phí. Tôi và chồng nói mãi mà bà vẫn không nghe. Cho đến một hôm tôi phải dắt bà xuống gặp cô buôn đồng nát hỏi. Cô đồng nát nhìn một bịch ni lông to tướng trong tay mẹ chồng rồi lắc đầu. Mấy cái này bọn cháu không lấy đâu cô ơi. Mẹ chồng tôi nghe vậy mới chịu để tôi vứt vào thùng rác. Nhưng bà vẫn tỏ vẻ tiếc nuối lắm. Bà đứng nhìn bọc rác một lúc rồi chợt lưỡi. Ở quê là có mấy ngàn đi chợ rồi đó. Tôi tròn mắt. Một bao to tướng như thế chỉ có mấy ngàn mà mẹ bắt chúng tôi phải sống trong bộ không khí hôi hám suốt cả mấy tuần trời. Tôi thở dài, rồi cũng đi lên nhà khổ nhất là những buổi sáng sớm tôi dậy chuẩn bị đi làm thì thấy mẹ chồng ôm chậu quần áo to đùng vào nhà vệ sinh để giặt tôi hỏi bà sao mẹ không bỏ vào máy giặt quay một lát là xong ngay mà mẹ chồng nhìn tôi đáp có mấy bộ quần áo mẹ vò một loáng là xong bỏ vào máy làm gì con vừa tốn điện vừa tốn nước cứ để mẹ Thế rồi bà ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, không lưng vò từng cái áo, cái quần. Biết không nói được, mà ai lại để cho mẹ chồng giặt đồ cho mình bao giờ, tôi đành ngồi xuống vò quần áo cùng bà. Vò xong đống quần áo, chân tay rã rời, tôi nhanh chóng tới chỗ làm cho kịp giờ. Mẹ chồng vừa phơi đồ vừa tấm tắt. Đó, con xem, có mất bao nhiêu thời gian đâu mà lại tiết kiệm được bao nhiêu. Mình phải tiết kiệm con à dư quê mùa khô còn không đủ nước mà uống đâu đó nhưng vẫn chưa mệt bằng nhiều lần buổi tối vợ chồng tôi vừa lên giường đi ngủ thì mẹ chồng lại lọc cọc ôm quần áo đi giặt tiếng chà quần áo làm tôi khó chịu đành bước ra làm cùng bà vừa vò tôi vừa bảo sắp mùa mưa rồi quần áo giặt bằng máy sẽ nhanh khô hơn mẹ à với lại nó vắt khô cho mình luôn đỡ bị hôi mẹ chồng tôi gạt phát đi để mẹ tự làm, con vào nghỉ đi. Có mấy bộ đồ, cứ đòi giặt máy làm gì không biết. Ở dưới quê có mấy đồ mà vẫn có quần áo mặc đó thôi. Tôi đi vào nói với chồng, nhưng chồng vì mệt quá đã ngủ tiếp đi. Bà tiếc rẻ không dùng nước rửa bát. Mỗi lần bà rửa chỉ dùng nước trà qua trà lại. Mùi hôi thanh nồng vẫn còn nguyên trên bát đũa, dầu ăn bóng nhảy khiến tôi nổi da gà. Nhưng để khỏi làm bà mất mặt, tôi đành phải lén lút rửa lại lần nữa có một buổi tối mẹ chồng tôi bắt gặp tôi đang lén rửa lại bát bà đóng cửa đánh sầm một cái nằm bên trong khóc ầm ĩ chồng tôi khó xử sau việc này suốt đêm anh không nói với tôi câu nào tôi nũng nịu làm lành anh cũng mặc kệ tôi giận dữ hỏi anh vậy rốt cuộc em đã làm sai cái gì nào anh trừng mắt nhìn tôi nói em không chịu nhường mẹ đi một chút ăn bát chưa sạch thì cũng có chết được đâu từ nhỏ đến lớn anh cũng vậy mà lớn lên đó thôi tôi nghẹn cứng họng tôi giận chồng vô cùng chẳng phải tôi làm vậy là vì lo cho sức khỏe của cả nhà sao tôi lục cục rửa lại bát đũa cũng mệt vậy sao chồng tôi lại không hiểu cho tôi tôi quay lưng lại không muốn tranh cãi với chồng sau đó cả một thời gian dài mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi không khí trong gia đình gượng gạo dần. Thời gian đó, chồng tôi cũng sống rất mệt mỏi. Anh không biết nên làm vui lòng ai trước. Mẹ chồng tôi không cho con trai nấu bữa sáng nữa. Bà bảo con trai, mỗi sáng bà sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà. Mặc cho chồng tôi khuyên ngăn. Buổi sáng bà dậy sớm, khua bát khua đũa ầm ỉ để nấu nướng. Tôi khó chịu bịch tay lại, không quên đánh chồng mấy cái cho bớt bực bội chồng tôi thì thầm mẹ không cố ý đâu rồi anh đi ra ngoài tập thể dục mẹ chồng tôi ngắm con trai ăn sáng vui vẻ lại nhìn sang tôi ánh mắt bà trách móc tôi không làm trọn trách nhiệm của người vợ để tránh bị khó xử tôi đứng dậy xin phép bà đi làm đành ăn tạm gói sữa trên đường đi làm ngày hôm sau tôi viện cớ trễ làm nên không ăn sáng cùng cả nhà trên đường đi Tôi nghẹn ngào ăn chiếc bánh mì khô khốc. Lúc đi ngủ, chồng tôi hỏi tôi, giọng anh có chút trách móc. Thủy, có phải em chê mẹ anh nấu cơm không sạch nên em không ăn ở nhà không? Tôi ngơ ngác tôi không thể nói rằng vì ánh mắt của bà nên tôi không thể nuốt trôi. Hay tôi cảm thấy không thoải mái khi ăn đồ ăn mẹ chồng nấu được. Tôi chỉ đành nói lý nhí. Không phải, chồng tôi không nói gì nữa lật mình, anh quay lưng về phía tôi lạnh lùng, mặc kệ tôi nước mắt tuổi thân lăn tràn trề. Cuối cùng, chồng tôi thở dài. Thôi, em cứ coi như là vì anh, em ở nhà ăn sáng được không? Thế là tôi đành quay về ngồi ở bàn ăn ngừng ngại mỗi sáng, cố gắng tránh ánh mắt của mẹ chồng. Sau đó, tôi húp bát cháo do mẹ chồng nấu, đột nhiên lợm giọng Mọi thứ trong dạ dày tốn tháo hết ra ngoài. Tôi cuốn cuồng bịch chặt miệng không cho nó trào ra. Nhưng không được. Tôi phước bát đũa nhảy bổ vào nhà vệ sinh, nôn ẹ hết. Khi tôi hủng hển thở được, bình tâm lại. Thấy mẹ chồng tôi đang khóc lóc, than thân trách phận, bằng tiếng pha rạc giọng nhà quê. Còn chồng tôi đứng ở cửa giận dữ nhìn tôi. Tôi há miệng không nói được nên lời. Tôi đâu có cố ý, Lần đầu tiên sau hai năm lấy nhau, tôi và chồng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt. Chồng tôi cố ghiềm giọng. Em không muốn ăn thì thôi, sao em lại cư xử như vậy hả? Tôi ấm ức trả lời. Em không cố ý làm gì cả, em buồn nôn thì em nôn vậy thôi. Mẹ chồng vẫn khóc rấm rứt. Chồng thôi nhìn tôi, anh chỉ vào nồi cháo. Em có biết mẹ đã phải dậy từ mấy giờ để nấu cháo cho cả nhà không hả? Lúc đó em vẫn ngủ trong chăn ấm, thì bà đã dậy vo gạo ninh xương rồi đó. Em còn không hài lòng ở đâu nữa. Rõ ràng là tôi không hề có ý gì. Tại sao bây giờ chồng tôi lại nói như thể tôi cố tình chê bai mẹ chồng như vậy chứ? Tôi hét lên. Em chẳng làm gì sai cả. Anh đừng có nói linh tinh. Chồng tôi mặt đỏ gay. Chứ không phải em chê đồ mẹ anh nấu không nuốt nổi hay sao? Em bớt tính tiểu thư đi được rồi đó. Tôi tức nghẹn, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi anh ở với em bao lâu rồi mà anh còn không hiểu em sao em cứ nghĩ anh phải hiểu em chứ em đã rất cố gắng để hòa hợp với mẹ anh cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm khi chồng tôi bắt đầu cầm bát cháo ném xuống sàn vỡ tan tành chồng tôi hét lên mẹ anh đã làm gì mà em phải cố gắng để hòa hợp hả mẹ luôn lo lắng cho em mẹ chồng tôi vội chạy đến níu lấy tay chồng tôi Thôi, mẹ xin con, lỗi của mẹ, mỗi đứa nhịn một câu đi được không? Chồng tôi dằn khỏi tay mẹ, lớn lối nói tôi. Mẹ chẳng có lỗi gì cả. Còn em, em nói xem, mẹ đã làm gì sai hả? Cơn giận dường như lớn ác hết tâm trí của chúng tôi. Tôi như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Tôi cũng hét lên với chồng. Anh xem mẹ anh từ ngày về đây, bà đã làm những gì? Em có cần bà phải tiết kiệm phải như vậy không? Đến bao giờ mới thôi cái cách sống nhà quê đó đi được? Chồng tôi tức giận. Em nói ai nhà quê? Em nói mẹ anh đó, không đúng sao? Mẹ chồng tôi có chút sững sờ, bà ngồi nhìn chúng tôi, rồi bà đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi cửa. Chồng tôi hằng học nhìn tôi một cái, rồi xuống nhà đuổi theo mẹ. Tôi ngồi thở dốc, cơn giận bắt đầu lắng xuống, đồ tôi có chút choáng bán. Tôi nhắn tin xin nghỉ, rồi đi vào phòng nằm nghỉ một lát đến tối khi tôi tỉnh dậy căn nhà vẫn vắng tanh bát đũa vẫn tanh bành như lúc sáng tôi thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp tôi nấu cơm rồi ăn một mình nhưng chừa đồ ăn trong tủ lạnh để lát chồng tôi và mẹ chồng có về thì cũng không phải nấu nướng gì thế nhưng suốt ba ngày chồng tôi không về nhà cũng không gọi điện tôi đang giận tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây tôi đã cực nhục đủ rồi còn muốn gì tôi nữa nghĩ vậy nên tôi cũng không chủ động gọi cho chồng tôi nghĩ chắc anh đã đưa mẹ về quê để dỗ dành bà nhưng kỳ lạ làm sao tôi vẫn cứ buồn nôn ăn gì cũng chẳng thấy ngon thêm vào đó việc nhà rối ren tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ tôi đến nơi làm việc cảm thấy mệt mỏi nên cứ ngồi thừ trên ghế sau đó lan một đồng nghiệp ở chỗ làm đến gần hỏi sao đó cậu ốm à tôi uể oải lắc đầu không hiểu làm sao mà dạo này ăn gì cũng không ngon miệng lan nhìn sắc mặt nhợt nhạt và gầy gò của tôi hồi lâu rồi bảo trong sắc mặt cậu xấu lắm hai cậu xin nghỉ chiều nay rồi đi khám bác sĩ xem tôi gật đầu có lẽ tôi nên đi khám bác sĩ thật đã mấy ngày nay tôi không ăn được gì rồi tôi đến bệnh viện sau khi làm một loạt các kiểm tra tôi ngồi trên băng ghế dài chờ đợi tôi có chút tuổi thân vì từ khi yêu nhau đến nay tôi chưa từng phải đến bệnh viện một mình tôi bỗng thấy có chút nhớ chồng mình thắc mắc tại sao anh lại không gọi cho tôi suốt mấy ngày qua chưa bao giờ anh lại giận tôi lâu như vậy đang miên man suy nghĩ thì bác sĩ gọi tôi vào trả kết quả bác sĩ nam nhìn tôi rồi mỉm cười Chúc mừng nha, cô đã có thai. Chồng cô có ở đây không? Tôi ngơ ngác. Tôi đã có thai. Điều này ngoài dự đoán của tôi. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi nôn ẹ. Trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút án trách. Chồng tôi và cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở. Vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy? Tôi cúi đầu đáp. Cảm ơn bác sĩ. Thấy tôi né tránh câu trả lời, Bác sĩ cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò tôi nhớ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thăm khám thường xuyên. Tôi ra về, tay xoa xoa cái bụng vẫn phẳng lì của mình. Ở cổng bệnh viện, tôi gặp chồng tôi. Tôi có chút ngạc nhiên, tại sao anh ấy lại ở đây? Đáng lẽ anh ấy phải về quê chứ? Hay mẹ chồng tôi bị làm sao? Hay anh ấy chỉ đi ngang qua đây? Mới chỉ ba hôm không gặp mặt, chồng tôi đã trở nên hót hát tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng nhưng trông anh rất đáng thương tôi không nén được gọi anh lại chồng tôi nghe tiếng thì quay đầu lại và nhìn thấy tôi nhưng anh ấy đứng đó nhìn tôi như một người không quen biết trong mắt anh chỉ còn sự căm thù ánh nhìn ấy làm tôi có chút rụt lại tôi vội quay mặt đi nơi khác tôi tự nói với mình không được nhìn anh ấy không được nhìn anh ấy tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy qua Lúc đó, tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng. Anh ơi, em sắp sinh cho anh một đứa con rồi. Chồng tôi sẽ lao đến, anh sẽ reo lên. Công chúa của anh giỏi quá. Và được anh bế bổng lên, quay tròn hạnh phúc. Nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Những cái tôi mơ ước không xảy ra. Trên chiếc taxi, nước mắt tôi chậm chậm rơi xuống, mặn chát. Vì sao một cuộc cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này. Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm một góc chăn nằm khóc. Tôi không biết phải làm sao để mọi chuyện có thể trở lại như ban đầu, để chồng tôi hết giận tôi, để tôi không phải cô khô quạnh trong căn nhà này. Tôi khóc một lúc thì ngủ thiếp đi. Đêm đó, trong nhà có tiếng mở ngăn kéo, tôi giật mình, vội với tay bật đèn lên tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Tôi có chút hoảng hốt, muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng miệng tôi cứng đờ. Anh ấy đang lấy tiền, không thèm ngẩng đầu nhìn tôi. Nhìn sắp tiền trên tay của chồng, tôi liền hiểu ra. Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự, không ồn ào thật là một người đàn ông khôn ngoan tình và tiền rạch ròi thế tôi cười nhạt vài cái nước mắt lại thi nhau lăn xuống ướt gối sáng hôm sau tôi gọi cho mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện mẹ tôi thở dài qua điện thoại mẹ nghĩ lần này chỉ là hiểu lầm nhưng con nổi nóng trước mặt mẹ chồng như vậy là con sai rồi tôi cắn môi vậy con phải làm sao ạ à? mẹ tôi im lặng một lúc rồi đáp con nên đi tìm thằng hùng rồi nói chuyện thẳng thắn với nhau cho nhau thêm một cơ hội vợ chồng không tránh được cãi vã chỉ là có đủ bao dung với nhau không hay thôi nhưng hình như lần này anh ấy giận con lắm đúng rồi con ạ à. đối với thằng hùng thì mẹ nó là tất cả bà ấy đã làm lụng vất vả để nuôi nấng nó khôn lớn nên việc nó tức giận với những cư xử của con cũng là lẽ thường tình nhưng nó cũng rất yêu con nếu nó biết con không cố ý thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nghe mẹ, đi tìm nó đi con." "Dạ, con biết rồi mẹ." Tôi tắt máy, ngồi ngẫm nghĩ những lời mẹ tôi nói, nhưng ánh mắt căm thù của chồng khiến tôi có chút đau lòng và tủi thân. Ngày hôm sau, tôi không đi làm, tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình, đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ. Tôi đến công ty của chồng, Lễ Tân hơi lạ lùng nhìn tôi bảo chị là gì của anh hùng ạ à? tôi quả quyết tôi là vợ của anh ấy làm phiền cô thông báo với anh ấy hộ tôi lễ tân nhìn tôi một lúc rồi đáp mẹ của anh hùng bị tai nạn giao thông đang trong viện anh ấy đã xin nghỉ mấy hôm nay rồi tôi há hốc mồm trợn mắt chạy bổ tới bệnh viện tôi nhốn nháo hỏi thăm từng bác sĩ và y tá một họ chỉ tôi vào phòng hồi sức cấp cứu tôi có chút run rẩy hơi lạnh truyền đến khiến tôi sợ hãi mặt mũi tôi tái mét cố gắng lê bước chân đến căn phòng đó tôi đã nhìn thấy chồng tôi anh cúi gầm mặt đứng bên giường bệnh tôi vội chạy vào thở hổn hển chồng tôi không ngẩng mặt lên bác sĩ bước đến vỗ vai chồng tôi rồi bắt đầu rút hết các thiết bị trên người mẹ chồng tôi ra mẹ chồng tôi nằm trên giường bệnh mặt mũi tím tái mẹ chồng tôi đã mất rồi tôi sợ hãi đến tận cùng tôi bắt đầu bật khóc tôi khóc nức nở tôi nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch xanh tái lại của mẹ chồng mà lòng dâng lên một cảm xúc vừa đau thương lại chua xót nước mắt tôi tuôn xuống ào ạt trời ơi sao lại ra thế này chồng tôi không nhìn tôi mặt anh rắn lại bàn tay của anh nắm chặt nhìn dáng vẻ của anh tôi chỉ muốn ôm lấy anh để an ủi nhưng tôi biết người mà anh căm hận nhất lúc này là tôi cho đến tận lúc chôn cất bà chồng tôi cũng không hề nói với tôi một câu thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi thù hận sâu sắc tôi hỏi một người gì về cái chết của mẹ chồng tôi người gì nhìn tôi rồi kéo tôi vào một góc vừa lau nước mắt vừa kể với tôi mẹ chồng con bà ấy ở nhà con không biết có chuyện gì mà lại muốn bỏ về quê mẹ chồng con bỏ nhà đi mơ hồ ra phía bến xe bà muốn về quê thằng hùng càng đuổi theo bà càng đi nhanh khi qua đường một chiếc xe buýt đã đâm thẳng vào bà sau đó nó đưa mẹ nó vào viện bà ấy bị chấn thương sọ não xuất huyết trong nhưng tuổi đã cao không thể chịu nổi ca phẫu thuật quá lâu tội nghiệp cả đời vất vả nuôi con đến ngày được hưởng phúc lại ra đi tức tưởi thế này. Tôi cảm thấy mỗi tế bào trong người mình đều run rẩy, cuối cùng tôi đã hiểu sự căm ghét của chồng. Nếu buổi sáng hôm đó tôi không nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu như tôi chịu xuống nước xin lỗi mẹ chồng, hàng ngàn câu giá như cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Vậy ra trong tim anh ấy, tôi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh, mà cũng đúng chính tôi là người đã gián tiếp đẩy mọi việc đến bước đường này sau đám tang mẹ tôi ở quê chúng tôi trở lại thành phố chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở phòng mẹ mỗi tối anh về nhà đều nồng nặc hơi rượu và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén tới không thể thở được muốn giải thích cho anh muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con rồi nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh tôi lại nuốt hết đi những lời định nói mỗi tối tôi đều nằm trên chiếc giường trống trải mà khóc nước mắt cứ dần cạn khô thà anh đánh tôi một trận hoặc chửi bới tôi một trận còn hơn cho dù tất cả đã xảy ra không phải do tôi cố ý ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng lập chồng tôi về nhà ngày càng muộn tôi cố chấp coi anh còn hơn kẻ lạ tôi là cái thòng lọng thắt trong trái tim chồng tôi không ai cho ai cơ hội để giải thích để làm lành chồng tôi cứ uống cứ ngày một hốc hác và tiều tụy còn tôi ngày cũng một héo hon cùng với trái tim đau đớn và những cơn nghén hành hạ khiến tôi không thể ăn nổi nhìn tôi gầy gò đến đáng thương lan bèn gợi ý hay tối nay mình dẫn cậu đi ăn gì nha thay đổi không khí một chút có lẽ sẽ đỡ hơn đó tôi trầm ngâm cũng đã lâu lắm rồi tôi không ra ngoài mỗi ngày cứ lặp lại nhàm chán khiến tôi có chút nghẹt thở tôi gật đầu với lan vậy mình đi dạo chút rồi kiếm gì ăn nha tôi và lan đi dạo trên con đường đầy lá me bay lan hỏi tôi dạo này cậu có chuyện gì sao sao thấy mệt mỏi vậy tôi cười trừ mình bị ngán tôi mà không ăn được gì nên hơi mệt vậy anh hùng đâu lão không chăm sóc cậu à tệ quá. Tôi im lặng không đáp. Chúng tôi rõ bước chậm chậm qua những căn nhà lung linh ánh đèn. Bỗng Lan đứng khựng lại, chỉ tay vào một nhà hàng cách đó không xa. Thủy, có phải lão hùng chồng cậu đó không? Tôi giật mình nhìn theo tay của Lan. Trong một tiệm ăn Trung Quốc, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt đất tôi nhìn sững sờ khi thấy chồng tôi ngồi đối diện một cô gái trẻ anh nhẹ nhẹ vuốt tóc cô gái tôi chết lặng thì ra đây là lý do mà anh lúc nào cũng về rất muộn thì ra anh đã sớm tìm được cho mình người đàn bà khác để thay thế tôi tôi cứ đứng ngay ra ở đó lan kéo tay tôi đi mình với cậu qua đó làm cho rõ chuyện này lan kéo tôi bước vào tiệm ăn tôi đứng trước mặt chồng Nhìn anh trân trối, mắt khô cạn, tôi chẳng còn muốn nói gì, cũng không thể nào nói gì. Tôi cứ đứng đấy nhìn họ. Chồng tôi mà không cảm xúc nhìn tôi, cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi đứng lên định bỏ đi. Chồng tôi đưa tay ấn cô ngồi xuống và anh cũng trân trối nhìn tôi, không hề thua kém. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp, đập thoi thóp từng nhịp một, từng nhịp một cho tới tận ranh giới tái sanh của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi. Nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng ngã. Tôi run rẩy vịnh vào tay của Lan rồi quay người rời đi. Lan ngạc nhiên nhìn gương mặt tái xanh của tôi. Cô ấy đỡ tôi ngồi lên ghế đá rồi hỏi. Sao thế? Tôi không đáp. Lồng ngực của tôi dường như đang muốn vỡ tung chúng tôi ngồi cạnh bên nhau một lúc lâu lan cất lời mình đi ăn chút gì nha không ăn là cậu không chịu nổi đâu tôi lắc đầu nỗi đau đớn đang gặm nhóm tôi từng chút một bây giờ tôi có ăn gì cũng sẽ nôn ra như vậy lại càng khó chịu hơn tôi nhờ lan bắt cho mình một chiếc taxi để về nhà rồi xin lỗi cô ấy lan nhìn tôi ái ngại chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết cậu cứ phấn chấn lên nha đừng suy nghĩ quá, ảnh hưởng đến em bé. Tôi cố gắng mỉm cười rồi gật đầu với Lan. Chiếc taxi chậm chậm lăn bánh, cũng là lúc tôi bật khóc. Đêm đó, chồng tôi không về nhà, anh dùng cách đó để nói cho tôi biết. Cùng với cái chết của mẹ chồng tôi, tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi. Chồng tôi không quay về nữa, căn nhà lại trở nên cô quạnh. Tôi không thấy mùi rượu nồng nặc mỗi tối cũng không nghe thấy tiếng thở dài mỗi đêm của anh có hôm tôi đi làm về thấy tủ quần áo bị động vào tôi biết chồng tôi quay về lấy vài thứ đồ của anh tôi không muốn gọi điện cho chồng tôi ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải thích mọi chuyện cho anh giờ cũng đã biến mất hoàn toàn tôi một mình sống một mình đi bệnh viện khám thai mỗi lần thấy những người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai trái tim tôi như vỡ tan ra mẹ tôi biết chuyện, bà đến nhà gặp tôi, nhìn con gái mặt mày xanh xao, ngồi bó gối trên ghế sofa, ánh mắt vô định. mẹ tôi xót xa nói: mày cứ định như thế này đến bao giờ hả con? tôi cười, con vẫn ổn mà mẹ. mẹ tôi đặt ly nước xuống bàn, rồi thở dài. mày nhìn mày xem, người không ra người mà không ra ma, sao phải tự đày đọa mình vậy hả? Tôi cúi đầu, nước mắt lại vô thức rơi. Mẹ tôi đau lòng lắm. Đứa con gái bà cưng như trứng mỏng mà giờ sơ xác như tàu lá chuối trong gió. Bà đứng dậy kiên quyết nói. Để tao đi nói chuyện với thằng Hùng. Tôi vội bật dậy, nếu lấy tay mẹ. Không được đâu, con xin mẹ đó. Vậy mày định cứ như này đến bao giờ hả? Ngay từ đầu tao đã nói rồi, mày cứ không nghe, cứ đòi đó mẹ chồng lên đây cho bằng được. Giờ thì hay rồi. Tôi nghe mẹ quát mà chẳng thể nói được câu gì, tôi rưng rưng nhìn mẹ. Giờ con phải làm sao hả mẹ? Nói xong tôi bật khóc, mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về. Hay về ở với mẹ, chúng mày không thể ở với nhau nữa thì giải thoát cho nhau đi con ạ. À. Tôi lắc đầu, tôi không muốn làm như vậy. Mẹ đành chiều theo ý tôi, hàng ngày bà lại lặng lội nấu cháo, nấu súp mang sang cho tôi tẩm bổ đúng là con gái là con người ta nhưng vẫn là con mẹ rất ruột đẻ ra đến khi lấy chồng vẫn để mẹ phải lo lắng đồng nghiệp lớp lửng xui tôi phá thai đi cho xong nhưng tôi kiên quyết nói không tôi điên cuồng muốn được đẻ đứa con này ra coi như một cách bù đắp cho cái chết của mẹ chồng tôi chiều hôm ấy khi tôi đi làm về chồng tôi đang ngồi trong phòng khách khói thuốc mù mịt khắp phòng trên bàn nước đặt một tờ giấy không cần liếc qua tôi đã biết tờ giấy viết gì trong ba tháng chồng tôi không về nhà tôi đã dần dần học được cách bình tĩnh tôi nhìn anh gỡ mũ xuống bảo anh chờ chút tôi ký chồng tôi cứ nhìn tôi ánh mắt anh bối rối chắc anh không nghĩ rằng tôi lại đồng ý nhanh đến vậy tôi vừa cởi cúc áo khoác vừa tự dặn mình không khóc không khóc mắt rất đau nhưng tôi không cho phép nước mắt được lan ra tôi biết ngày này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy con của chúng tôi cũng chỉ mới vừa thành hình treo xong áo khoác tôi quay sang cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nhô lên đáng kể của tôi tôi mỉm cười đi tới kéo tờ giấy lại không hề nhìn ký lên đó cái tên tôi đẩy lại phía anh xong rồi của anh đây em có thai à từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn đây là câu đầu tiên anh nói với tôi tôi không cầm được nước mắt nữa nỗi tuổi hờn hóa thành nước mắt lăn xuống gò má nóng hổi tôi đáp dạ nhưng không sao đâu anh có thể đi được rồi chồng tôi không đi trong bóng tối chúng tôi nhìn nhau tôi thấy trong đôi mắt mệt mỏi của anh sự hối hận tối hôm đó Chồng tôi nằm ôm lấy người tôi. Tôi quay mặt đi, nước mắt thấm ướt chăng. Có lẽ không cần tôi nói ra, anh cũng đã tự hiểu tại sao ngày hôm đó tôi lại cư xử như vậy. Có lẽ anh đã cảm thấy hối hận khi bỏ mặt tôi suốt mấy tháng qua. Anh bỏ đi để cố gắng chữa lành nỗi mất mát trong lòng mình, để khiến tôi phải sống trong dằn vặt và hối hận. Nhưng anh không hề biết rằng mình đã đổ oan cho tôi và con của anh cũng đang phải chịu sự trừng phạt đó với mẹ của mình mà không hiểu tại sao giờ đây có lẽ anh đang muốn bù đắp lại tất cả chồng đặt tay lên bụng tôi bàn tay thô ráp và ấm nóng của anh chạm vào chiếc bụng đã bắt đầu căng lên của tôi tôi cảm nhận được sự run rẩy trong từng hơi thở của chồng mình anh đang khóc vì hạnh phúc hay vì đau khổ tôi không rõ nhưng trong tim tôi rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi xa tới mức dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể với lại không biết chồng tôi đã nói anh xin lỗi em với tôi bao nhiêu lần tôi cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ khi anh quay về nhưng tôi không tài nào làm được trong tiệm ăn hôm đó trước mặt người con gái trẻ ấy ánh mắt lạnh lẽo chồng tôi nhìn tôi cả đời này tôi không thể nào quên nổi nỗi thất vọng đến cùng cực của ngày hôm ấy có lẽ vẫn sẽ ám ảnh tôi mỗi tối chồng tôi thì thầm anh và cô ấy không có gì cả em đừng nghĩ nhiều tôi bật cười mỉa mai tôi còn có thể nghĩ gì cơ chứ chúng tôi đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau phía tôi là vô ý còn anh là cố tình trừ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng còn với chồng trái tim tôi lạnh giá như băng không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ món quà gì, không nói chuyện với anh. Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Chồng tôi vẫn không bỏ cuộc, anh làm mọi cách để lấy lòng, mong tôi nguôi giận. Anh chăm sóc tôi cẩn thận từng chút một, như muốn bù đắp ba tháng để tôi lẻ loi một mình. Mỗi sáng tôi thức dậy, đều đã có đồ ăn nóng hổi trên bàn, sữa bầu anh cũng đã pha sẵn. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của anh, tôi sẽ thờ ơ sách túi đi ra khỏi cửa. Cốc sữa dần nguội ngắt, anh lại lặng lẽ đổ đi. Nhưng không chút ca thắng, mỗi sáng anh đều dậy sớm. Những món ăn anh nấu không lặp lại, nhưng tôi vẫn không tiếc nhìn dù chỉ một lần. Những mép bàn mép tủ đều được anh hì hụt bọc lại cẩn thận. Anh vừa huyết sáo khe khẽ vừa làm, Mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng, lúc ấy tôi vừa đi làm về, anh liền nói, "Như vậy thì không sợ em bị thương, sau này con có nghịch ngợm cũng đỡ lo. Em ăn tối nha, để anh dọn." Tôi nhìn ánh mắt long lanh của anh, không đáp, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tôi thầm nghĩ, lúc anh ghét bỏ tôi, anh cũng đâu có sợ trái tim của tôi bị tổn thương, vậy thì bây giờ lại lo lắng làm gì? chồng tôi tìm sách về chăm sóc bà bầu ngày nào cũng thấy anh đọc anh thay tất cả tấm lót sàn thành loại mềm mại không trượt để tôi có thể dễ dàng đi lại trong nhà cứ mỗi chiều tôi về đã thấy anh sửa soạn thêm một chút trong nhà anh mua máy để tôi có thể xoa bóp mỗi đêm khi bị chuột trút mua máy nghe nhạc để tôi có thể thư giãn bụng của tôi ngày một to đi lại cũng khó khăn hơn mẹ tôi ngỏ ý muốn qua để chăm sóc tôi nhưng chồng tôi gạt đi anh bảo anh có thể chăm sóc tôi được mẹ tôi nhìn thân hình gầy gò và khuôn mặt hốc hác của anh có chút cảm động mà nói với tôi hay con cho nó một cơ hội mẹ thấy nó đáng thương quá dù sao tất cả cũng chỉ là hiểu lầm bây giờ cũng chỉ còn có con và đứa bé trong bụng là người thân nhìn nó như vậy mẹ thật không nỡ nhìn tôi cuộn tròn người không đáp tôi cũng muốn tha thứ cho chồng tôi tôi cũng muốn trở lại những ngày hạnh phúc ấy nhưng ánh mắt của anh những ngày trước vẫn làm trái tim của tôi đau buốt mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy trở thành một vết thương sâu trong lòng tôi vết thương ấy không ngừng rỉ máu chồng tôi vẫn lặng lẽ ở bên tôi mỗi tối anh sẽ chờ cho đến khi nghe thấy phòng tôi yên tĩnh để chắc rằng tôi đã ngủ say anh mới rón rén trở lại phòng của mẹ để ngủ. Những hộp sữa, những bát yến mà anh tỉ mẫn ngồi nhặt rồi chưng cho tôi đều lần lượt phải bỏ đi vì tôi không động đến. Thế nhưng anh vẫn mua, vẫn đều đặn pha sữa chưng yến cho tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách. Anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng mẹ. Chúng tôi cứ như vậy, dàn vặt và giày xéo nhau trong im lặng. Chẳng ai biết điều này sẽ diễn ra bao lâu nữa. Trong đêm thô, đôi khi từ phòng anh vẫn tới tiếng rên rỉ khe khẽ, tôi im lặng mặc kệ. Đây là trò anh thường bày ra. Ngày xưa chỉ cần tôi giận anh, anh sẽ giả vờ đau đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến, ngoan ngoãn đầu hàng chồng, quan tâm xem anh bị làm sao. Anh sẽ vươn một tay ra tóm lấy tôi cười ha hả anh đã quên rồi tôi lo lắng là bởi tôi yêu anh còn bây giờ giữa chúng tôi còn lại gì đâu tôi bịt tai lại cố gắng chìm vào giấc ngủ chồng tôi dùng những yêu thương âm thần để đón ngày đứa bé chào đời dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con các đồ dùng của trẻ sơ sinh đồ dùng của trẻ em ngay cả sách thiếu nhi từng bọc từng bọc cũng sắp chất đầy gian phòng của anh từ những chiếc xe đẩy đến xe đạp đều được chồng tôi mua cả rồi. Mỗi ngày chồng tôi sẽ vui vẻ lôi chúng ra để lau chùi. Chắc anh đang tưởng tượng đến lúc con chúng tôi sẽ dùng nó. Con chúng tôi sẽ dần lớn lên, sẽ biết lấy, biết bò, rồi biết đi. Nó sẽ bắt đầu đi học, rồi tốt nghiệp, lấy chồng sinh con. Chồng tôi cười, anh nhẹ tay lau con gấu chúng mừng tốt nghiệp trong tay. Tôi im lặng nhìn anh, trong anh khổ sở và cô độc vô cùng. Tôi biết chồng tôi dùng cách đó để cảm động tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành giam mình trong phòng, gõ máy tính lạch cà lạch cạch, có lẽ anh đang yêu đương trên mạng, nhưng việc đó đối với tôi không có ý nghĩa gì. Tôi ép mình đi ngủ sớm và không suy nghĩ linh tinh. Chồng tôi luôn lẻo đẻo theo sau khi tôi đi khám thai, mặc cho tôi không đồng ý. Tôi ngồi trên taxi nhìn chồng chạy xe máy theo sau vào đến nơi để tôi không khó chịu anh luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định khi tôi rời đi anh sẽ vội vã chạy vào hỏi bác sĩ tình trạng thai nhi và sức khỏe của tôi tôi biết anh luôn lén lút xin thêm một bản chụp siêu âm hình của con nhưng tôi mặc kệ đêm cuối mùa xuân cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên chồng tôi nhảy bổ sang như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ vì đang chờ đón giây phút này tới. Anh cổng tôi chạy xuống nhà, bắt xe, suốt dọc đường nắm chặt bàn tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên trán tôi. Anh luôn miệng động viên, cố lên em, sắp tới nơi rồi, cố lên. Tôi đau quá, nắm chặt lấy tay anh, móng tay cắm vào da thịt anh đến bật máu. Nhưng anh dường như không để ý, liên tục thúc giục tài xế. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng. Anh không quên xoa bụng tôi, Tít ngoan cho mẹ đỡ đau nha. Tôi bật cười, thì ra anh đã sớm đặt tên ở nhà cho con. Cơn đau khiến tôi mệt lã, mặt mũi tái nhợt. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào phòng phụ sản, nằm trên cái lưng gầy guộc và ấm áp. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu tôi như anh nữa không? Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào, Tôi cố nén cơn đau nhìn lại anh một cái nhìn ấm áp. Anh chạy đến hôn tráng tôi. Cố lên em, anh sẽ đứng đây chờ em. Tôi gật đầu nhẹ nhẹ, nước mắt lại chảy ra. Sự ấm áp của anh khiến tôi hoàn toàn bị khuất phục. Sau một tiếng chiến đấu trong phòng sinh, con gái của tôi cuối cùng cũng cất tiếng khóc chào đời. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của con, tôi mỉm cười. Bác sĩ để con bé áp vào người tôi. Chúng tôi được đẩy ra ngoài, chồng tôi đã đợi ở cửa từ lâu vừa nhìn thấy tôi anh đã lao đến em có đau lắm không anh xin lỗi chồng tôi nhìn tôi và đứa bé anh cười mắt rưng rưng tôi vuốt bàn tay anh khó nhọc nói em không sao chồng tôi nhìn tôi mỉm cười rồi anh chậm rãi và mệt mỏi ngã dụi xuống tôi sợ hãi gào tên anh chồng tôi mỉm cười nhưng không thể mở được đôi mắt mệt mỏi. Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt tôi không thể nào chảy vì chồng nữa. Nhưng sự thật lại khác. Chưa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh mẽ thế xé nát thân thể tôi. Người ta đưa anh vào phòng cấp cứu. Tôi nặng nặc đòi đi theo, mặc cho vết thương vừa sinh xong vẫn còn rỉ máu. Mẹ tôi bế bé, bé tít trên tay, cố gắng dỗ dành tôi. Chắc nó mệt quá thôi, để mẹ đi tìm bác sĩ, Tôi nằm trên giường bệnh, lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò. Bác sĩ của chồng tôi bước vào. Ông nhìn tôi, ông nhìn tôi, rồi chậm chậm thông báo. Phát hiện bệnh nhân hùng ung thư gan và hiện tại đã vào giai đoạn cuối. Anh gắn gượng cho đến giờ, kể cũng đã là kỳ tích. Tôi nghe như tay mình bị ù đi, mắt tôi hoa lên. Anh ấy bị ung thư từ khi nào chứ? Bác sĩ nhìn tôi, Năm tháng trước, anh ấy cũng đã tới đây thăm khám và được chuẩn đoán là ung thư do đạn đầu. Tuy nhiên, anh ấy từ chối điều trị. Tôi nghiện ngào. Tại sao anh ấy lại không chịu điều trị chứ? Bác sĩ nhìn tôi thở dài. Có lẽ cậu ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến cô và em bé. Bệnh của cậu ấy chỉ có thể sử dụng xạ trị để kéo dài sự sống. Nhưng như vậy thì đồng nghĩa với việc sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi nếu không thì sẽ phải hoàn toàn cách ly tôi bật khóc nức nở bác sĩ nhìn tôi phải chuẩn bị hậu sự đi tôi gào tên chồng tôi trong tuyệt vọng tại sao anh lại lựa chọn cách gốc nghếch như thế chứ tại sao đến lúc ấy anh vẫn nghĩ cho tôi bỗng tôi nhớ đến những đêm anh lạch cạch gõ máy đến tận khuya tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá lao về nhà vào phòng chồng tôi bật máy tính Tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. Bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ năm tháng trước. Những rên rỉ của anh là thật, vậy mà tôi cứ nghĩ đó là anh bày trò. Có 200.000 chữ trong máy tính là lời dặn dò của chồng tôi gửi lại cho con chúng tôi. Con gái yêu quý, khi con đọc được những dòng này, bố đã ở bên kia thế giới rồi. Bố biết rằng bố sẽ chết, nhưng bố không muốn nói cho mẹ con những gì sẽ diễn ra bố không muốn để mẹ con khóc đáng ra bố phải dạy con nhiều điều nữa vì thế bố mới viết cho con những bức thư này con ạ à, vì con bố đã kiên trì phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới được gục ngã đó là khao khát lớn nhất của bố bố biết cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường con trưởng thành thì vui sướng biết bao. Nhưng bố không thể. Bố chỉ có thể làm được cho con bấy nhiêu bằng tất cả sức lực mà bố có. Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời. Bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố. Con ơi, viết xong hơn 200.000 chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng con phải yêu mẹ con mẹ rất khổ mẹ là người yêu con nhất cũng là người bố yêu nhất bố yêu con hãy chăm sóc mẹ vì từ giờ con là trụ cột trong nhà yêu con bố của con từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo rồi học tiểu học trung học lên đại học cho đến lúc tìm việc yêu đương anh đều viết hết từng câu từng chữ của anh đều dịu dàng cần mẫn càng đọc nước mắt tôi lại càng nhòe đi chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư em yêu dấu cưới em làm vợ là hạnh phúc lớn nhất đời anh tha thứ cho những gì anh đã làm tổn thương em tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình vì anh muốn em giữ gìn sức khỏe và tâm lý chờ đón đứa con ra đời anh cũng muốn được ở cạnh em và con trong giây phút thiêng liêng nhất. Anh sợ khi em biết bệnh tình của anh, em sẽ khóc nức nở mà bắt anh nhập viện. Như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm. Em yêu dấu. Nếu em đang khóc, tức là em đã tha thứ cho anh rồi. Anh sẽ cười. Cảm ơn em đã luôn yêu anh. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với anh rằng em cũng sẽ sống tốt nhé anh xin lỗi vì đã không thể cùng em gánh vác gánh nặng của cuộc sống hãy thay anh chăm sóc con thật tốt mỗi năm hãy cho con bé đến thăm anh được không em những quà tặng này anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con nữa em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà trên các gói quà anh đều đã ghi sẵn dịp sẽ tặng quà rồi mong rằng con bé sẽ thích chúng cảm ơn em nhiều lắm yêu em mắt tôi nhòe đi tôi không biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy nhưng chúng cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm chiếc váy tôi đang mặc tôi mở ngăn kéo ra bên trong là những bức ảnh siêu âm của con được anh cất cẩn thận và vô cùng nâng niu tôi còn nhìn thấy tờ đơn ly hôn mà mình đã ký ngày hôm đó nó vẫn được chồng tôi cất cẩn thận ở đây bây giờ tôi mới đọc nội dung bên trong chồng tôi để lại cho tôi hết tất cả mọi thứ nhà xe tiền bạc anh không lấy bất cứ thứ gì chồng tôi tình nguyện ra đi với hai bàn tay trắng vậy mà đến lúc anh căm hận tôi nhất anh vẫn nghĩ cho tôi phía dưới phần chữ ký của chồng chồng tôi viết chồng chữ anh xin lỗi dòng chữ có chút nhẹ đi có lẽ khi viết nó chồng tôi đã khóc tim tôi dường như bị bóp nghẹt đến không thở nổi tôi tự trách bản thân tại sao tôi lại cứng đầu như vậy chứ chồng tôi đã rất cố gắng để có thể chuộc lỗi anh đã cô đơn và đau khổ như thế nào khi tôi lạnh nhạt và khước từ mọi sự quan tâm từ anh anh chắc hẳn đã rất đau đớn mỗi đêm để chống chọi với căn bệnh của mình vậy mà tôi vẫn kê cao gối ngủ ngon tôi ngồi thụp xuống nền nhà mặc cho vết thương đau buốt vết thương trong lòng tôi bây giờ còn đau hơn rất nhiều lần tôi gạt nước mắt quay lại bệnh viện chồng tôi nằm trên giường bệnh xung quanh cắm rất nhiều thiết bị y tế khuôn mặt của anh tái xanh tôi bế con tới đặt nó bên anh tôi nói anh mở mắt cười một cái nào em muốn con mình ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp nằm trong lòng bố mẹ tôi đứng bên cạnh không biết từ lúc nào Bà lấy khăn tay Khẽ lau những giọt nước mắt Hay để mẹ chụp cho hai đứa Một bức ảnh gia đình nha Tôi gật đầu Bước đến bên cạnh anh Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của chồng Thì thầm Cười lên anh Chồng tôi khó khăn mở mắt Khẽ mỉm cười Con bé vẫn nằm trong lòng bố Ngọn ngoại đôi tay hồng hào bé tí xíu Mẹ tôi ấn nút chụp máy ảnh Lách tách Bà lau nước mắt gượng cười đẹp lắm hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc mỗi con người đều có những kiếp sống khác nhau nhân duyên là cái không thể nói trước được hãy sống cho trọn kiếp sống của mình để không phải hối tiếc điều gì hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé xin chào và hẹn gặp lại